mấy chị chia sẻ livestream giúp em nha. Rồi cảm ơn Mai Nguyễn nè. Ủa, cái này nó bị rung rinh. Rồi mấy chị ơi chia sẻ livestream giúp em nha. Chị nào xem được livestream mấy chị chia sẻ livestream giúp em. Nó bị gặp rình. Rồi đồ mới về nhiều lắm mấy chị. Đồ mới về quá trời luôn. Chị nào mới săn đồ mới thì săn đồ mới. Em mới nhận hàng được rồi chị. Ok em nha. Hàng ok không em? Hàng đẹp như em từng mua đúng không? Rồi các chị ơi chia sẻ livestream giúp rồi nha. Rồi đầu livestream đúng rồi mấy cái bộ đó mới về đẹp đó. Rồi bộ 3D nữa. Rồi mấy chị chia sẻ livestream giúp rồi. Đầu livestream là mình cứ xưng xưng tặng quà đi rồi bán mua cái gì mình sẽ tính sau mấy chị ha. Rồi các chị chia sẻ livestream với Hoài nha. Ok chị, lên đồ mới đi chị. Kem tẩy lông không có luôn em. Kem tẩy lông là bây giờ đặt hàng không ra luôn. Rồi mấy chị nè, không có đồ bé trai luôn nha. Không có đồ bé trai luôn. Năm nay hàng nó khan hiếm lắm. Rồi một cái quần kiểu như là nó bị bên này nó lệch màu với bên này. Mấy chị nhờ mấy chị được tặng về thì mấy chị đi làm lao động đồ ok. Rồi chốt này giúp Hoàng là quần tặng đi mấy chị ơi. Cái quần là hàng tặng nha. Phía đằng sau nè, hai màu khác nhau mấy chị thấy không? Màu bên này nó lệch màu đây xíu. Rồi tặng cho mấy chị ha. Về mấy chị mặc, mấy chị cắt thành quần đùi mấy chị mặc hoặc là mấy chị làm chi mấy chị làm. Rồi chốt này giúp Hoàng quần tặng nha. Rồi chị nào thích quần tặng mình comment đi giúp Hoàng là quần tặng đi. Rồi quần tặng nha. Chị nào lấy quần tặng comment đi giúp Hoàng là quần tặng đi. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng là quần tặng nha. Rồi chia sẻ livestream đi giúp Hoàng. Các chị ơi chia sẻ livestream đi giúp Hoàng nha. Chia sẻ giúp Hoàng nha mấy chị nha. Thì mình mới được quà nha. Rồi xíu rồi Hoàng lên đồ mới luôn. Quần tặng nha. Rồi ok đẹp quần tặng cho Mai Nguyễn một cái quần tặng này nè. Rồi một cái yếm nè Hoàng tặng luôn cho mấy chị luôn. Nó hơi bụi nha, Hoàng dọn kho hết luôn. Rồi một cái yếm nè Hoàng tặng cho mấy chị luôn nè. Chị nào lấy yếm tặng, khờm mấy yếm tặng. Cái này là bé nhỡ nhỡ mang vừa thôi nha. Cái này là cỡ tầm 35, 37, 40kg trở lại thôi. 40kg trở lại mang vừa thôi. Chốt là giúp Hoàng là yếm nha. Đây cái yếm. Rồi mấy chị nè yếm tặng ha. Rồi cái này là cái yếm nha. Đây yếm hàng tan mạc đầy đủ hết á. Giờ tri on luôn mấy chị tặng luôn nè. Rồi chị nào lấy yếm tặng khờm bên đây giúp Hoàng là yếm tặng nha. Rồi Hoàng chỉ chốt những chị nào có chia sẻ đây với chị nha. Chia sẻ nhiều thì tặng nhiều, chia sẻ ít thì tặng ít. Mà không chia sẻ thì không có quà đâu. Cho nên là việc đầu tiên là mấy chị phải chia sẻ đi. Mấy chị bấm rẹt rẹt 2-3 lần chia sẻ đại gì đó cho nó có lệ rồi sau mình vô mình săn quà. Rồi mấy chị nha, cái này yếm tặng nè mấy chị nè. Rồi ok nè, yếm tặng nha mấy chị nha. Yếm tặng. Rồi yếm tặng nha, yếm tặng cho cơ sở tín nhân. Rồi ok nè, yếm tặng cho cơ sở tín nhân. Tiếp tục nha mấy chị ha. Chấm bài chia sẻ livestream đi giúp Hoài nha. Chị nào xem được livestream mấy chị chấm bài chia sẻ livestream đi giúp Hoài. Rồi mấy chị nè, chấm bài chia sẻ livestream đi giúp Hoài nha. Chị nào xem được livestream chấm bài chia sẻ livestream đi giúp Hoài. Rồi còn sót nè, hai chiếc áo này nè. Hoàng xả đầu livestream cho mấy chị xả rẻ luôn. Hai cái áo kiểu bình thường bán 25.000 cái đúng không? Giờ 25.000 hai cái luôn. Rồi 25.000 hai cái áo kiểu luôn mấy chị, chốt đơn hai kiểu 25.000. Form này là 30kg nha. Cho đến cỡ tầm là 55kg trở lại mặc vừa nha. Hai chiếc áo kiểu 25.000 luôn nha. Mấy bữa bình thường bán 25.000 cái, giờ sale luôn hai áo kiểu là 25.000. Hai áo kiểu 25.000. Còn ít xả rẻ cho mấy chị cho nhanh luôn. Áo kiểu 25.000 là hai cái nha. Rồi ok này, hai cái áo kiểu cho Mai Nguyễn ok này. Rồi ok này, hai áo kiểu cho bé Như ok này. Rồi ok này, hai áo kiểu cho bé Như ok nha. Ủa kiểu này kiểu khác. Rồi ok này, là hết rồi. Có Như với Mai có thôi nha. Rồi không chị nào có nữa đâu, bị hết rồi. Hết nha. Có hai người có thôi, áo kiểu 25 nha, là được hai cái luôn á, mua một tặng một luôn á. Đầu livestream là mua một tặng một luôn. Đầu livestream là mua một tặng một luôn á nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mấy chị nè, cái này là cái gì đây? À, cái này nè là một cái kiểu này nha và một cái kiểu này. Rồi sale luôn 25.000 luôn. Rồi còn cặp áo này cũng tri ơn 25.000 luôn. Rồi còn cặp áo mà áo trắng kiểu này, áo đen kiểu này, hai cái áo kiểu. Rồi ok nè, cái này cho cô Loan nè. Cái này cục dây cục nơ là dễ thương lắm. Rồi ok cho cô Loan luôn, là hết luôn mấy chị nha. Bình thường là 25.000 một cái, giờ Hoàng tặng cho mấy chị là hai cái cũng 25.000. Rồi hết mấy chị ơi, hết nha mấy chị nha. Hết rồi. Hết thật rồi. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ livestream với bài. Coi có gì xả rẻ cho mấy chị chia sẻ livestream đông đông đây. Hoàng lên hàng mới lùng lần mấy chị.
cho đỡ mất thời gian ha. Mấy chị chấm bài lên với Hoàng, chia sẻ livestream chấm bài lên với Hoàng để Hoàng lên hàng mới luôn lần cho đỡ mất thời gian. Rồi một cái quần của bé này. Bé này là 30kg trở lại, mặc vừa quần bé 10.000 này, còn sót cái quần bé trai. Còn sót cái quần bé trai 10.000, chị nào lấy chốt Hoàng là quần bé 10.000 nha. Chị nào lấy quần bé mình comment giúp Hoàng là quần bé 10.000 nha. Bé 10 ok cho cô Kim Loan nè. Bé 10 cho cô Kim Loan hỉ rồi em đừng có chốt hàng nữa em. À, mọi người Hoàng nói nè, mấy chị mà dồn đơn hàng nhiều á, mấy chị em hỏi thật nè, mấy chị đi mua shop khác á, em thì em chơi với nhiều sỉ lắm. Nó thật lòng là có shop nào mà cẩn thận như mình không mấy chị? Thường là mấy nhỏ mà bạn, nói chung là nó cũng bán hàng giống Hoàng này. Ví dụ như bé Hoang, ví dụ như bé Anh, ví dụ như tùm lum hết á. Từ Sài Gòn nó tới Hà Nội là Hoàng quen hết. À, mấy chị, nó chỉ báo vậy nè, 2 cái 29 ngàn, 3 cái 40 ngàn, 5 cái 30 ngàn. Tổng là chừng đó tiền, và tiền ship nhiêu đó là tổng là chừng đó thôi đúng không? Còn Hoàng này mấy chị, chốt hàng là sẽ quay video cho các chị từng mẫu. Nhưng mà các chị ơi, đó là đối với cái người mua ít thôi. Ví dụ như người ta mua 3, 4 cái, 5, 6 cái thì mình Hoàng sẽ quay. À, em ơi, chị ơi, của chị là có hai cái áo kiểu, màu này, màu kia. Nhưng mà ví dụ như mấy chị mà mua, ví dụ như con bé Hoàng Thành Lam đi, giả tỷ là khách lẻ thôi. Mua cái đơn hàng mười mấy, 20 cái là cũng không thể nào quay nói được là cái gì rồi. Chỉ là phân theo giá. Ví dụ như 5 cái giá 15, nó cùng giá với nhau mà. Thì ghi lại là 5 cái giá 15. Đó, giống như chị Hoàng Huy đi, chỉ mua một lần cái đơn hàng cả ngàn bộ đồ rồi ông nội ơi, ai ghi ra được cái gì mấy chị. Em sẽ chốt cẩn thận là như thế này. Em sẽ chốt cẩn thận là cái này này, giá này bỏ chung với giá, chung với nhau ha. Cho nên bé Huệ đừng có chốt nữa em chốt nữa chị cũng không chốt nữa ha. Nó tại vì là mua nhiều quá mọi người. Chốt hàng xong Hoàng có quay video, cái xong bán hỏi cho ủa 5 cái 15 là cái gì vậy chị, quay lại cho em coi được không. Trời, không bao giờ mấy chị, Hoàng không bao giờ như vậy, là Hoàng xả hết đơn rồi mấy chị. Quá trời đơn hàng chưa được chốt luôn. Mà nói thật mấy chị á, mình mua thì mình chịu khó mình nhớ giúp Hoàng mấy chị. Ai đời mua xong rồi người ta quay video rồi còn bắt người ta hỏi là cái đó cái gì. Những chị nào vậy, Hoàng không bao giờ chốt nhiều, chốt ít đi cho mấy chị dễ nhớ. Mấy chị chốt nhiều xong mấy chị hỏi rồi Hoàng muốn đau đầu luôn. Đâu phải Hoàng chốt đâu, một ngày cả 100-200 đơn. Rồi khách ghé tùm lum tà la hết trơn. Tự nhiên hỏi câu hết muốn bán luôn, hết muốn bán. Hoàng nói thiệt luôn á mấy chị, những chị mà đã dồn nhiều thì đừng hỏi cái đó là cái gì. Mấy chị sợ Hoàng ăn gian thì mấy chị cứ ghi lại đi. Còn Hoàng là in từ phiếu ra. Trên mỗi cái đồ á, mấy chị nhận hàng về nó đều có cái tên của mình hết á. Ê, chứ đâu có không in ra là sao mà chốt được mấy chị. In ra là nó có cái tên của mấy chị trển hết á. Trong mỗi cái hàng mấy chị nhận là em in phiếu ra. Cái comment của mọi người đó em in ra đó. Rồi nha, chứ mấy chị đừng mua xong mấy chị hỏi em, chút nữa em cấu lên liền. Rồi mấy chị nè, rồi nha. Rồi ok chưa, cái áo này nè em bán 25.000. Rồi em tặng thêm cho cái áo nữa. Rồi ok, chốt em là set áo 25. Set áo 25.000. Rồi đây, coi như hai áo này em bán 25. Mấy chị chốt em là set đi, set hai áo em tri ơn 25.000 luôn. Rồi bán cái tặng cái luôn mấy chị nè. Hàng này là 60 sáu mấy ký mặc được, hàng xuất rất là đẹp, em tặng luôn 25.000. Mấy chị nha, nhớ nha, đừng có ai chốt xong hỏi em trời ơi. Ví dụ như giờ như chị Hoàng Huy đi, chị mua cả ngàn cái, ông nội ơi em có biết cái gì đâu. Em chỉ biết là cùng giá 25 là cột hết thành cục, đến đủ số lượng cho chị là được rồi. Rồi cùng giá 35 thì chốt vậy thôi. Chứ mọi người chốt xong mọi người quay ngược lại mà hỏi ui cái đó cái gì, mà trong khi mấy chị biết không. Rồi Hoàng chốt vã người luôn, quay video luôn. Rồi con bé Yến Huệ lấy thì lấy, không lấy thì chút nữa xả ra bán rẻ cho khách cũng được, em tặng cho khách cũng được mấy chị. Em cực kỳ ghét ai lằng ngoằng nha. Em ghét ai lằng ngoằng cực kỳ. Em thiệt, thế mà ai lằng ngoằng là em xả luôn hàng cho mấy chị tiếc núi. Đã bán rẻ rồi mà còn bị học hằng nữa là thôi, xả luôn cho chị nào tiếc là tiếc à. Em nói thiệt. Rồi tiếp tục mấy chị nè, cái này là áo của bé trai nha. Rồi áo bé trai mấy chị em tri ân cho mấy chị 10.000. Bé trai bé gái gì cũng được, cái dạng hot đi. Rồi em tri ân mấy chị 10.000 luôn. Form này là cỡ tầm là 45kg trở lại mặc vừa. Chị nào lấy chốt em là trắng 10 nha mọi người nha. Không em ơi, không có lựa thêm được đâu em. Em là tuyệt đối không có lựa thêm giúp chị ha. Xét tốt chị chưa? Dạ xét đó là em có nguyên ri nhiều lắm. Riêng em là đừng có chốt nữa em. Em đừng chốt nữa, tại vì em chốt xong em hỏi trời ơi cái đó của em là cái gì là chị chết luôn á, kệ lòng chim cò em. Mọi người đừng ai mà hỏi Hoàng á, mấy chị biết tại sao không? Hoàng chỉ giữ đơn cho những chị dễ thương. Mình mua là Hoàng mới có chốt. Mai Nguyễn ok. Mình mua cái gì Hoàng chốt cái đó, tại Hoàng in ra nè. Em nè, em coi cái comment của em nè, nó còn y nguyên cái chữ Yến Huệ nè. Có cả cái thời gian lúc đó luôn, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nè mọi người. Chứ không phải là tự
nhiên cái là mình muốn bán cho ai, mình bán dụng nhỏ này nè, Yến Huệ này đó, cái xám 15 là cũng có giá 15 luôn, vào cái ngày vào cái giờ nó cũng cụ thể, có cả số điện thoại địa chỉ luôn. Mấy chị mà chút nữa chốt xong hỏi của em cái đó là gì mà 5 cái 15 nghìn thôi, xả luôn đi em ơi, đừng mua nữa em, đừng mua nữa thiệt. Chứ chị bán 15 ngàn là chị không lời đủ tiền cho con chị mua sữa luôn em, thiệt luôn á, lỗ mà bị khách cứ học hành là đừng mua, đừng mua em, riêng em là đừng dồn, mua ít gì cho em dễ nhớ. Ai mà nhớ, ai mà có trí nhớ tốt á mọi người thì cứ mua dồn thoải mái với em ha. Em cho mọi người dồn tẹt ga luôn. Nhưng mà phải nhớ là mình mua cái gì, còn nếu như sợ em ăn gian thì lấy cây bút ghi lại với em nha. Không ấy chốt được cái gì thì ráng lấy cái tay vuốt chụp màn hình cái tạch hết lại với em nha. Chứ đừng có chốt xong hỏi em cái đó cái gì, em thật với chị chứ tính em cả đời. Cho nên em được lọc lá nhiều lắm. Người ta mua thì mình bán, người ta không mua thì thôi, chứ mắc mớ lấy bỏ thêm ta chi. Tào lao. Em thiệt, em không bao giờ có tính đó, nên lọc lá em nó rất là nhiều. Em nói thiệt luôn á, tiền là nó lũ khủ luôn á, hiểu không? Bấn phấn phủ không hả? Có phấn phủ gì đó à, chứ mấy chị đừng có, em ghét ai hỏi em khỏi bán luôn. Mấy anh, cái giờ em chốt hàng cho khách em có quay video giống như chị Hoàng không? Chị Hoàng quay là 5 cái 15 ngàn là cái này, cái kia, cái nọ. Chị Hoàng quay hết xong hỏi chứ 5 cái đó là cái gì vậy em? Rồi năm cái đó là cái gì vậy? Quay nhỏ quá em không nghe, chứ không lẽ giờ bé anh bán đồ một ngày em mấy trăm đơn rồi em làm giống chị không? Hay là em alo em nói mấy cái 29 mấy cái 35. Đó, cái gì hỏi coi, con bé đó chuyên sĩ bán ở Sài Gòn đó, tụi Hoàng chơi chung nhau không có ai mà phục vụ giống Hoàng đâu. Gấp, người ta đã phục vụ cẩn thận rồi mấy má còn gắt nữa, gắt là đừng có mua. Mệt thì mẹ luôn. Xả lỗ là nó muốn rớt nước mắt rồi, còn thêm ai cà chớn nữa là muốn hết muốn bán luôn, hiểu không? Khỏi đi cha, đặt không nhớ chặt luôn. Đó, mấy chị kìa, đó, mấy chị hỏi nhỏ bé anh kia vô Facebook nó coi. Nó bán ngày cả ngàn đơn, nó cũng bán nhiều hơn Hoàng luôn. Nó hot girl mà. Mà mấy chị hỏi thử coi, làm gì? Tào lao, biết đâu. Len chị cầm ok cho cơ sở tính nhân này, 25 ngàn nè. Thì chứ. Chọc chi cho Hoàng chuyện gì, không phải chọc chị. Mà tự nhiên á, khách mua xong á, em chốt đơn, hỏi cái này cái gì, cái kia cái gì. Trời ơi, mà em quay video á, chứ em không bao giờ. Nên em là thiệt em khổ quá, đừng mấy khách nữa đừng dồn. Ê cái này bị bay mất cha hụt nút mà thôi, để em đi bán đồ mấy chị nha. Đồ nhiều lắm, cái ngày nào vô em cái mỏ em cũng từ lưa tè lay hết. Rồi cái này nè, đáng lẽ là em bán 45 ngàn. Rồi cha hụt nút rồi, nên em xem mấy chị 25 ngàn luôn. 25 ngàn nha, cái đầm thiết kế này em thật mấy chị, chứ lúc em dập vô là 65 ngàn luôn á. Giờ em xem mấy chị 25 ngàn, đầm dập ly nha. Nhưng mà em nói trước là nó bị rớt mẹ hụt nút mua rồi. Về mua hụt nút, may vô. Rồi, lái chốt đi giúp Hoài nha, hôm nay đồ đẹp nhiều lắm mấy chị. Chưa em, hôm nay đồ đẹp nhiều lắm. Nhưng mà từ từ rồi em hoàn like cho mấy chị nha. Đầm xanh ok Nguyễn Dung. Và mấy chị nhớ là mua mấy cái hàng sale rồi đừng có chốt xả chứ mọi. Chốt xả mất thời gian lắm. Rồi mấy chị nha, đầm xanh 25 ngàn ok rồi. Bây giờ là mấy chị thích lên đồ thể thao đúng không? Đó cái này nè. Mấy chị mua mấy chị phải nhớ chứ dùng nhiều không nhớ khổ lắm. Trời ơi, muốn xỉu luôn. Rồi cái đầm này nó bị lem màu nè mấy chị nè, hoàn tặng mấy chị nha. Mấy chị nhìn thấy nó có độ lem không? Trời ơi, chán ồm. Rồi form này là 55kg trở lại mặt vừa nhưng mà nó bị lem màu nên hoàn tặng mấy chị luôn. Có, đâu ai chọc chị đâu, sáng chốt đơn cho ông bé kia. 5 cái là 15 ngàn là 75 ngàn, cái nhỏ nhắn tin cho chị á là 5 cái là 15 ngàn là cái gì vậy? Quay lại nước giùm được không? Thôi mệt quá chị, khỏi xả luôn đi, khỏi mua luôn đi, mệt quá. Nói chung là quay được đó, nói thiệt luôn á. Nhưng mà Hoàng cảm giác mình bị không tôn trọng thì Hoàng không có thích quay ha. Chứ còn quay thì cũng quay được á, sai nhân viên nó soạn ra đi tìm cục hàng đó, soạn ra quay cũng được, nó cũng mệt quá, khỏi luôn đi, siêu dẹp luôn đi. Nghỉ khỏe thì kiểu gì đó, kiểu như là cái tính là cái hay ứa gan. Thế ai mà nó cứ chạm mình là cái gan mình nó ứa lên, đúng không? Khỏi luôn đi, đem cái bịch đồ của Yến Huệ xả đi cho con bé đó, lần xả lần đi cho khách cảm thấy tiếc nuối. Mua đồ rẻ là đừng hỏi nhiều ha. Hoàng là có một cái tính là đàng hoàng đó mấy chị. Mua nào tôi in comment mấy má ra. Tự nhiên quay video thì rồi quay rồi mệt muốn xỉu luôn. Đầm tặng ok cho bé Hoàng Thành Lam nè. CS không để em ba bộ hả? CS giờ còn đúng một cái màu này thôi. CS giờ còn đúng một cái màu vàng này thôi nè. Chị xả luôn 40.000 bộ nhưng còn đúng một cái màu này thôi. 40 luôn nha. CS này chỉ còn đúng một cái màu vàng này thôi nè. Mà của một hai khách không đủ đơn nè. Giờ xíu mấy chị chia sẻ đông lên đi. Em lên đồ hot girl, đồ dây kéo tùm lum tà la chưa mà. Em chưa bắt đầu mà. Xả rồi chặn luôn nha. Thì đó hả, xả chặn luôn nha. Chị là bán đồ dễ thương rồi á. Em mà mấy chị mua đồ em được mấy chị qua shop khác nó còn chửi bất gì hơn em nữa. Thiệt luôn á.
Em mà tính ra em già đấy, em rác em cũng chiều mấy chị muốn chết. Mà chị nào cà chớn là em sa thải luôn nha, cho vào lãnh công luôn nha. Rồi ok, này màu vàng chị Hoàng Huy. Rồi cái vàng size S này nè, vàng này mấy chị 40 ngàn nha. Dưới 45kg mặt vừa mọi người, size S nha. Dưới 45kg mặt vừa, rất là đẹp luôn. Hoàng xả luôn 55 ngàn, xả 40 ngàn. Ok nè, cho chị Duyên Võ Thị nè, em hai bộ đó ok nè. Cho chị Thông Thị Phương Loan nè. Rồi hết nha, hết Thông Thị Phương Loan là hết luôn á. Màu vàng đó hết, màu vàng đó Hoàng hết rồi mấy chị nha. Màu vàng size S Hoàng hết rồi. Bây giờ là Hoàng có cái size này là size M nè, cũng xả luôn 40 ngàn luôn nha. Size M, á, size này là size gì đây? Cái này là size L mấy chị, là tay dài nha. Size L tay dài. Size L cỡ 60kg trở lại mặc được mấy chị ơi. 60kg trở lại mặc được nha. Nói chung là 60. Rồi, chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha mấy chị nha. Cái này là size L, chị nào lấy L chốt thằng L tay dài xả luôn 40 ngàn luôn. Còn có đúng cục bộ thể thao này nè, xả đầu livestream cho mấy chị luôn là hết luôn á, không bao giờ có hàng này nữa nha. Cái này là size L mấy chị, dưới 60kg mặc vừa. Size L ok chị Hoàng Huy. Rồi chị nào lấy L chốt đi giúp Hoàng là size L nha. Size L nè, size L, size L. Size L nha, size đó là size L, còn bộ size L nữa mấy chị ơi. 40 ngàn, 4 bộ hả? Dạ không, nó có được, em thấy có bộ chứ nhiêu. Có bộ chứ nhiêu, có bộ size L, 2 bộ size L. Rồi có 2 bộ size L, chị Hoàng Huy lấy luôn 2 bộ nha. Dạ tới nhà luôn, khỏi công ty lấy xa, ok ok. Rồi em cho chị Hoàng Huy là 2 bộ size L luôn chị. Em xả 40 ngàn là xả rẻ luôn. Do là mấy cái khách mua không đủ đơn nè, em xả ra. Rồi cái này là size S còn bộ nè, chị nào lấy chốt em là đen S còn bộ nè. Cái bé nó cột vô đây. Màu đen size S, chị nào lấy chốt hoàng là đen S nha. 40 ngàn. Bánh kẹo tét đi hả? Rồi, em like mà không đưa địa chỉ là em chặn luôn, khỏi đó nhiều mệt hả? Thiệt luôn á, chị là chị hiền lắm rồi á, chị là chị phải rà thông tin muốn chết. Rồi ok, để em cho Thông Thị Phương Loan nè. Rứa đó, mà chị còn quay video muốn chết luôn. Nhỏ nhân viên làm đơn này cho chị cẩn thận, chị kiểm tra lại giá thành rồi quay video cho khách bữa tề. Chốt đơn nào cũng quay video cho khách cẩn thận hết á. Rồi làm rứa mà còn chưa hài lòng hả dạ. Rồi cái này là em Hoài có một màu đen này size M nha, size M, XL hết luôn, S hết luôn. Cái này size M mấy chị chốt hoàng là chữ đỏ size M nha. Cái này đúng một kiểu thôi, cái này chữ đỏ size M. Rồi hết luôn, giờ chỉ còn cái này là size M không à. Rồi để Hoàng lên đồ mới cho mấy chị. Cái này là size M, size M dưới 55kg mặt vừa nha. Dưới 55-57kg mặt vừa, tay dài mà vải xịn lắm. Rồi chị nào lấy M chốt M đi. Đây, chị nào lấy size M comment lên giúp Hoàng là size M nha. Giờ còn đúng một size M thôi là hết luôn á, xả 40 ngàn bộ luôn nha. 40 ngàn bộ, chị nào lấy chốt hàng là size M luôn. Hàng này 55 ngàn lời được có 2-3 ngàn chứ nhiêu. Xả 40 ngàn là xả lô cuối luôn rồi. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. Rồi còn sót hai cái set áo này nè. Rồi bây giờ để Hoàng lên bộ thể thao nha. Bộ thể thao đó đẹp lắm. Bộ thể thao mang theo chị. Size M 2 bộ ok chị Hoàng Huy. Size, bộ, size M 2 bộ chị Hoàng Huy nè. Rồi tụi em nhớ là bỏ phiếu cẩn thận vô bị soạn đúng tên cho khách nha. Chứ cuối năm rồi đơn hàng nó nhiều, nó sai, nó lộn tùm lum tà la hết. Rồi mấy chị nè. Rồi còn hai cái áo nè, Hoàng Trio mấy chị là 19 ngàn luôn. Nè 19 nha. Bình thường bán cái này 15 rồi. Rồi bình thường bán này 15, hai áo là 30. Giờ Trio mấy chị hai áo 19 luôn. Đây còn sót cái nào là Hoàng gom Hoàng xả sạch luôn. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Form này là cỡ tầm 55-56kg trở lại mặt vừa thôi nha. Một cái là tay dài, thun gân. Một cái là màu đen, vải lụa. Rồi ai lái chốt Hoàng hai áo 19 nha. Ok áo 19 chị Hoàng Huy ok. Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên bộ dây kéo cho mấy chị nè. Rồi bộ dây kéo này lên tới 65kg cũng mặc vừa luôn nha. Quần có túi đàng hoàng luôn nha. Chất vải này xịn sò chưa. Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên cái màu này trước nha. Rồi Hoàng sẽ lên mấy chị. Rồi bây giờ cái bộ này là 75 ngàn, Hoàng sale mấy chị là 59 ngàn. Chị nào chia sẻ live stream Hoàng sẽ tri ân cho mấy chị là 59 ngàn. Hàng Quảng Châu nha, rất là đẹp luôn. Bộ khóa kéo nha. Đây coi như là một cái áo khoác vậy đó, mà có nguyên một cái bộ luôn nè. Rồi có nón đằng sau luôn. Chị nào lấy chốt Hoàng là bộ xanh nha. Đây form này là dưới 65kg mặt vừa hết. 40kg đến 65kg mặt vừa. 40kg đấy, tại vì chất đó là chất thun gân mà. Để mà kiểm tra thử coi. Rồi 60kg, cái này là cỡ 60kg thôi, 65kg không được đâu. 60kg nha, dưới 60kg thôi mấy chị nha. 65kg cũng không mặc vừa đâu. Dưới 60kg chốt đơn đi với Hoàng nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ xanh nha. Chị nào lấy bộ xanh chốt Hoàng là bộ xanh. Ok nè, bộ màu xanh chị Hoàng Huy nè. Bộ màu xanh chị Hoàng Huy 59 ngàn nè.
Chị nào lấy bộ xanh chốt hoài bộ xanh kệ lòng chim hả? Rồi Dung cho chị mượn cái kệ lòng chim đi. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng 59.000 một bộ nha. Bộ khóa kéo 59.000 là y như mình đang mua một chiếc áo khoác thôi là nó đã hơn 59.000 rồi. Mấy chị thấy không? Một cái chiếc áo khoác thôi là mình đã mua hơn 59.000 rồi. Chị nào lấy chốt đi chú Hoài nha. Nè chốt vải đẹp lắm, xịn lắm nè. Chứ không phải là vải thun đâu. Gân gân rất là đẹp luôn. Chị nào lấy chốt Hoài mà bộ xanh nha. Nhưng mà dưới 60kg thôi nè. Có ít thôi. Bộ đây là bộ thể thao dây kéo nè. Chị nào lấy chốt đi chú Hoài nha. Tiếp tục hoàng qua màu khác nè. Chị nào lấy xanh rêu, chốt Hoài xanh rêu. Rồi chị nào lấy xanh đậm comment đi giúp Hoàng là xanh đậm nha. Chị nào lấy xanh đậm chốt đi giúp Hoàng là xanh đậm nè mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy xanh đậm comment xanh đậm nè giúp Hoàng. Đây cái này mà bên trong mà mặc áo mở ra cái đó là hai kệ lòng chim lận. Nè form này là cỡ tầm là 56-57kg thôi. Mua áo 59 tặng quần thiệt luôn á. Rẻ lắm đủ màu ok chị Hoàng Huy. Đẹp nhất nắp thiệt luôn. Màu xanh này cho Loan Bùi. Ủa Loan Bùi là em lấy xanh đậm hay là em lấy xanh rêu vậy? Loan Bùi là em lấy xanh đậm hay xanh rêu? Rồi ok chị Hoàng Huy đủ màu ok chị đợi em xíu nha. Rồi Dung đưa cho chị mượn cái kệ lồng chim. Kệ lồng chim chị nào mà có bàn trang điểm á, mua kệ lồng chim về để mỹ phẩm với nước hoa là thích lắm luôn á, sang chảnh nha. Xanh đậm ok nè cho Út Sự nè. Ok nè một bộ xanh đậm cho Út Sự nè. Dày cui luôn. Dày ơi là dày luôn, hàng Quảng Châu nha. Rồi đây kệ lồng chim. Rồi tri ân cho mấy chị Việt Theo vừa điện thoại ra trụ sở nó lấy đồ này gái hả? Ủa vậy luôn hả chị? Rồi hú hồn ha. Nó KF0 cho nên là không biết chắc mấy thằng bưu tá đi giao hàng nó bị F0. Rồi, ở livestream này mấy chị nè, Hoàng tri ân cho mấy chị giá 69.000 luôn. Chị nào lấy chốt Hoàng là kệ lòng chim. Cái này Hoàng bán 79.000 nha. Rồi tri ân cho mấy chị là 69.000 luôn, để nước hoa, để mỹ phẩm, để cọ đồ dễ thương lắm. Nói chung là có cái bàn trang điểm á, sau mình để cái kệ lòng chim này lên, giờ cái mẫu này đang hot luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là kệ nha. Kệ lồng chim mình để mỹ phẩm nước hoa nha. Nè, nó bằng nè. Nói chung là nó bằng chi đó không biết, ai biết. Rồi nói chung là mấy chị nè. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha, 69.000. Rồi ok cho Thoa Huỳnh nè. Loan Bùi là em lấy xanh đậm đúng không? Loan Bùi là lấy một bộ xanh đậm đúng không em ha? Rồi chị nào lấy xanh đậm nhớ comment cho Hoài xanh đậm nha. Chị nào lấy màu xanh rêu thì nhớ comment xanh rêu nha. Có hai màu hả? Xăm có đơn nào không ta hả? Hình như là chị xăm không có hay sao chị? Chị xăm không có hay sao á? Rồi, cái này em có màu xám rồi nè. Cái này mình có màu gì nữa Dung ơi? Màu xanh rêu, màu xanh đậm rồi màu xám hả? Rồi màu gì nữa? Rồi chị nào lấy xám chốt đi nhớ Hoàng là xám nha. Cái này hồi sáng có màu gì nữa em? Rồi chị nào lấy xám, comment xám thì giúp Hoài mấy chị. 59.000 quá rẻ luôn, 59.000 như mua một cái áo khoác chị. Ờ ok. Rồi 59.000 nhưng mua một cái áo khoác được tặng cái quần miễn phí luôn mà quần có túi luôn á. Tại đây là gọi là bộ khóa kéo, cái này mình mặc ở bên trong cái gì ta? Bên trong một cái áo dây hoặc áo ba lỗ á, dễ thương lắm luôn á. Nhưng mà cái áo á thì nhìn thấy thoải mái nha, nhưng mà cái quần á mấy chị, cái quần thì nó sẽ rơi vào tầm là cỡ 56-57kg trở lại thôi nha. Rồi ok, màu xám cho Loan Bùi nè. Màu xám cho Loan Bùi ok nè. Màu xám cho Loan Bùi 59.000 nè. Màu xám cho Loan Bùi ok nè. Loan Bùi lúc nãy là em lấy xanh đậm đúng không? Bây giờ này là em lấy màu xám đúng không? Rồi có màu đen luôn hay sao em ơi? Có màu đen luôn. Màu đen hồi lúc sáng có con bé kia lấy bộ rồi. Ủa cái màu này phải màu đen. Màu gì ta? Rồi cho chị bộ màu đen. Nói chung là tùm lum màu hết trơn á. Cho chị bộ màu đen. Màu đen hồi sáng mình lấy cho con bé. Có một bộ hả? Màu này là màu xám đen. Có màu xám đen nha. Chị 60kg vừa không? Chị 60kg phải cao em. 60kg phải cao. Nói chung là áo là bao vừa, nhưng mà quần thì là phải cao em. Mới nó mới vừa ha. Tại vì cái quần thì chị thấy nó cũng hơi nhỏ đó. Cái quần thì nó cũng hơi nhỏ đó. Để coi thử bộ khác. Không không, màu xám hả? Ok nè, màu xám còn bộ nữa nè. Màu xám còn bộ nè. Đã không? Rồi em sợ chật đó là em xả ra giúp chị ha. Tùy nha, tùy theo, nói chung là hàng sale. Nó tùy theo chất vải nha, cái bộ này thì độ co giãn nó mạnh nè. Bộ xám này thì đến 65kg mặc vừa luôn. Nó tùy chất vải nha. Thì hàng sale cho nên cái vải nó không có đồng đều đâu. Như cái bộ này thì vải nó co giãn mạnh gì thì nó có thể lên tới 65 nè. Chị Hoàng Huy lấy đủ màu đúng không chị? Đúng rồi, chị Hoàng Huy lấy đủ màu. Mấy bộ ơi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bộ chị Hoàng Huy. 7 bộ nha, chị Hoàng Huy đủ màu 7 bộ giúp em. 10 bộ hả? À lúc trước chị lựa thôi ha.
lấy em bộ đó đi chị hả? Rồi ok, vậy là Loan bùi bỏ hai bộ kia đúng không, cho nó gọn đi em, chứ gì nó lộn xộn quá à. Rồi ok nè, Loan bùi em bỏ ra cái bộ xanh kia đi, với lại cái bộ màu xám vừa rồi đi. Rồi mấy chị vô hôm qua cái mẫu này đi, lộn xộn quá nha, lộn xộn quá, màu đen hết, màu đen hết. Cái này hồi chỉ có được mấy chục bộ thôi, không có nhiều đâu, mà màu tùm lum hết trơn á, màu tùm lum hết trơn này, không có đường lai luôn nè, nhiều màu lắm mà nó ở trong cái bị đục nó khó lay bà cố luôn. Thêm một xám ok chị Hoàng Huy, là chị Hoàng Huy thêm một xám em, thêm một xám á là một hộp xám kia nè. Dạ dạ không chị, à, đây em cái bộ xám mà em vừa bỏ của Loan bùi ra đó em đưa qua cho chị Hoàng Huy luôn ha. Rồi cái màu này xanh đậu mấy chị nè, cái màu này dễ thương ha, hàng Zara không à, xịn cực kỳ xịn luôn, nói chung là rất rất xịn luôn mấy chị. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha, chị nào lái khờm mail lên giúp Hoàng là xanh đậu 59.000 không bao giờ ra đâu, tại vì cái đây là bộ áo khoác mà, nếu như mà bán không cái áo khoác này thôi nè là cũng được 60.000 rồi, bán nguyên một bộ đồ vải đẹp lắm. Nói chung là nếu như mà chị nào tinh tế nhìn qua màn hình là biết cái gì nữa, trời ơi bán bộ đồ là có 2.000 bạc thôi á tí ơi. Xanh đậu ok cho út sự nè, xanh đậu cho út sự nè, xanh đậu đó mình có còn màu nào nữa không ta, bé bé lại viết một chốt màu tùm lum hết không biết luôn. Rồi màu màu xanh đậu chị không thấy nữa luôn nè, nó ở trong cái bị này nó khó biết lắm luôn á, xanh đậu hình như bị hết rồi sao, xanh đậu không biết nữa. Màu xanh đậu là cho út sự nha, xanh đậu ok cho út sự này. Cái xanh này nó hơi màu dương dương hơn xíu, chốt Hoàng mã số 2 đi. Rồi cứ không không biết màu luôn, nhiều màu lắm. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là màu mã số 2 đi. Chị nào lấy mã 2 comment mã 2 xanh đậu, nó hình như có bộ à. Cái này là mã 2 nha, nó màu xanh như vậy này, không phải xanh đậm, cũng không phải xanh rêu luôn. Nó ở ngoài nó xanh, nói chung là nó lạ lạ. Rồi mã 2 ok nè, cho bé Lạnh Tuyết nè. Chị đồ em chốt sáng màu gì vậy chị? Sáng mạng yếu không thấy. Ủa hồi sáng có chốt cho em cái gì đâu, hồi sáng có chốt em gì đâu, Thu Thủy sáng chốt gì đâu ta, Thu Thủy em có chốt, chị có chốt gì em đâu, Thu Thủy nào khách mới tân luôn, chị chưa có chốt gì cho em hết em ơi, chị chưa có bán gì cho em hồi nào hết em ơi. Thu Thủy này nè, không có số điện thoại địa chỉ mà bên chị đâu có bán cho em cái đơn nào đâu, chốt gì em. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là màu trắng này, có một bộ duy nhất nha, chị nào lấy trắng comment trắng cho Hoàng bộ áo khoác nha, quá xịn sò luôn á. Cái này mà mình mang bên trong thêm một cái áo dây nữa đẹp lắm. Nói chung là chị nào cao thì 60kg cũng vừa, còn lùn lùn á đừng xả hàng để em lấy nha chị, em lấy thì em đừng có hỏi chị đó là cái gì, em mở video lên em coi, chứ chị mà mở video cho toàn khách coi cái xong người ta nộ em có luôn á, chị quay video mà chị nói luôn mà em không biết đó là cái gì thì thôi chứ. Ok này, màu trắng cái Lạnh Tuyết nè, mà bán cái đồ á đông khách lắm luôn á, bán cái đồ lời có 2-3 ngàn bài, cái như chạy số lượng mà một khách mình phục vụ lâu quá thì còn đâu phục vụ khách khác nữa. Rồi tiếp tục nè, màu khác nè, màu không biết màu gì nha, giờ Hoàng mở ra trúng màu gì, Hoàng like màu đó. Rồi cái này chốt đi giúp Hoàng là mã số 3 nha, cái này là mã số 3 mấy chị nè, mã số 3 này cái quần bự nè, vậy để Hoàng mở từng màu ra Hoàng like nha. Mã số 3 này cỡ 57kg trở lại mặt vừa, 57-58kg mặt vừa, mã 3 57-58kg trở lại mặt vừa, áo thì siêu to nhưng cái quần cái độ giãn nó cỡ tới đây thôi. Rồi 57kg trở lại mặt vừa thôi, ai lái chốt Hoàng là mã 3, 57kg trở lại mặt vừa thôi, Loan Bùi đứng chốt mã 3 ha. Mã 3 Loan Bùi đứng chốt ok cho Ngọc Huyền này, 59.000, vải thì đẹp khỏi chê nha. Quan trọng là mình canh mặt vừa thì mình lấy giúp Hoàng cái vải khỏi chê đi. Cái áo khoác không là đã bán được 60.000 rồi, cái này là bộ áo khoác đúng không? Rồi nó rất là xịn luôn á. Rồi mã số 3 cho Ngọc Huyền đi ha. Rồi cái này mấy chị chốt Hoàng là mã số 4 nha, để Hoàng coi mã số 4 này. Mã số 4 thì cái quần này có thể là lên dưới 60kg mặc được nè. Mã số 4 này quần này có thể giãn được 60kg nha, quần thì nó bo ống hết. Rồi chị nào lấy mã 4 chốt Hoàng mã 4. Mã 4 này nó cái màu như vậy nè, kiểu như có ánh nhũ lên á. Rồi chị nào lấy mã 4 comment lên giúp Hoàng là mã số 4 đi. Chị nào lấy mã 4 comment mã 4 này giúp Hoàng nha. Đây. Đó, áo thì thoải mái lắm, nguyên một chiếc áo khoác như vậy luôn nè ha. Rồi xong rồi cái mình có một cái quần đi kèm nữa, rất là xinh luôn. Rồi bộ này là cực kỳ xinh, vải thì xịn lắm nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là mã số 4 đi. Mã số 4 ok Loan Bùi nè, mã số 4 cho Loan Bùi nè, mã số 4 ok cho chị Chi Nguyễn nè, mã số 4 ok cho chị Chi Nguyễn nè. Rồi tiếp tục nè mấy chị nè, cái chất này thì nó giãn mạnh nè,
Rồi cái này mấy chị chốt hoàng mã số 5. Mã số 5 này cũng 56, 57 kg thôi mấy chị. Tùy theo cái vải nó may nha. 56 kg, 57 kg. Mã 5. Chị nào lấy mã 5 chốt hoàng, cái chất nó gân gân nổi lên giống vậy nè. Rồi, chị nào lấy chốt hoàng là mã số 5 nha. Đây. Rồi 55, 56 kg trở lại mặt vừa, hàng da ra luôn. Cuối năm á hả, xưởng nó sale chứ còn bình thường cũng không bao giờ nhập được cái đồ này bán mấy chị. Nó mắc lắm, phải trăm mấy á. Có bèo nhất là cũng phải 8-90 ngàn á, giá sỉ á. Đây nè, bộ khóa kéo này. Đó mấy chị, tại vì một cái áo khoác dày này là mình đã mua đủ tiền rồi ha. Nói chung là áo khoác á, về chỉ có cái quần mấy chị mặc không được thôi. Còn riêng cái áo khoác là đến 6 mấy ký nó cũng vừa nữa ha. Nè mấy chị nè ha. Rồi chị nào lấy mã 5 chốt hoàng mã 5 đây. Áo khoác hoàng mặc vẫn thoải mái, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái quần nha, cái quần thì sợ mấy chị không vừa thôi. Cái quần là sợ không vừa nha. Rồi chị nào lấy chốt đi chứ hoàng nha. Mã 5 này nó có một bộ thôi à. Ủa cái bóp hình như ngoài xe hay sao em ơi. Đây, đó mấy chị nè. Đó, cái áo mà vẫn mặc thoải mái. Mã 5 ok cho dịu đào nè. Mã 5 cho dịu đào ok nè. Mã 5 cho dịu đào ok. Rồi để hoàng coi thử còn màu gì nữa nha mấy chị nha. Màu nó không có giống nhau đâu. Lai vốn xỉu luôn á. Rồi cái này là màu xám đen nè. Da ra nè mấy chị nhìn xịn chưa. Xám đen, được không chị? Được là em đừng hỏi đó là gì em. Thì bây giờ em ok là nhân viên chị nó gói đi hàng luôn á ha. Cái đó cho em đừng có hỏi cái đó là cái gì. Chị có quay video rồi em cứ coi lại video giúp chị ha. Đừng hỏi cái đó là gì hết. Nhân viên chị nó chốt rồi, chị cũng đã quay hàng rồi, xong xuôi rồi là đi thôi. Chứ hỏi nữa là chị xả thôi chứ chị không có hỏi nha. Hoặc là không có hỏi mấy chị mua cái gì là bán cái đó. Chứ không có chốt thêm, chốt bớt gì hết trơn á nha. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là mã xám đậm nha. Chị nào lấy xám đậm khơm bê lên giúp hoàng là xám đậm 59.000 chốt đơn. Xám đậm 59.000 chốt đơn nha. Xám đậm này cỡ tầm 56-57kg luôn mấy chị. 56-57kg luôn. Quá đẹp ha. Vải rất là xịn luôn. Chị nào lấy chốt hoàng là xám đậm. Có được bộ màu xám đậm mà. Có được bộ màu xám đậm mà. Chị nào lấy xám đậm khơm bê xám đậm giúp hoàng nha. Xám đậm nha. Chị nào lấy xám đậm chốt hoàng xám đậm. Quá trời màu mà đẹp đẹp không hả. Rồi cái này mấy chị chốt hoàng là mã số 6 đi ha. Chị nào lấy mã 6 khờm bên đây giúp hoàng là mã 6 mấy chị ơi. Mã số 6 nha. Mã số 6 này là form này lên được 60kg này tùy chất vải. Số 6 này thì 60kg mặt vừa. Mã số 6 này là 60kg trở lại mặt vừa, quần cuối chéo luôn như vậy nè. Xịn lắm. Mã số 6 nha, ai lấy số 6 khờm bên giúp hoàng là số 6. Số 6 này là 60kg trở lại mặt vừa màu này nè. Đó. 59.000 nha. Lấy em bộ 3 tầng đợi chị xíu đi em. Ok nè, Loan Bùi nè. 3 tầng chị chưa có like nữa, hàng mới về nhiều lắm chị chưa có like, từ từ đợi chị xíu em. Like là like hết luôn cùng một lúc luôn cho tiện. Trời màu không biết đường luôn. Màu chi tùm lum hết trơn. Rồi còn một màu rêu nữa này, ai lấy rêu chốt hoàng là màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu đẹp lắm, nhưng mà phone nó cỡ tầm 57-58 cái trở lại thôi. Rồi ai lấy chốt hoàng là xanh rêu nha. Chị nào lấy xanh rêu khờm mê cho hoàng là xanh rêu, bộ khóa kéo hàng Quảng Châu đây. 59.000 chốt đơn. Rồi chị nào lấy xanh rêu khờm mê lên chốt hoàng là xanh rêu nha. Còn một bộ màu xám này nữa nè. Rồi là hoàng qua cái mẫu này hoàng lên bộ 3 tầng cho. Rêu ok cho dịu đào một bộ rêu nè. Ok nè, một bộ rêu cho dịu đào 59.000 thôi. Quá rẻ luôn. Vải rất là xịn nha. Vải xịn lắm, khỏi chê đi. Chỉ là mặc không vừa hay vừa thôi. Rồi cái bộ màu xám này là 60kg trở lại mang vừa nè. Xám này 60kg trở lại mang vừa. Rồi chị nào lấy xám chốt hoàng là xám nha. Rêu ok cho Thu Anh một bộ nè. Rêu ok cho Thu Anh nè. Rồi chị nào lấy xám này chốt hoàng xám này là 60kg trở lại mang vừa. Xám 59.000 nha. Rồi ok nè, xám nè. Xám ok cho cô Kim Loan nè. Xám này cho cô Kim Loan nè. Rêu ok cho Loan Trần nè. Rêu cho Loan Trần ok nè. Cái gì chị? 30.000 chị. Tặng quà nữa nha. Chưa đó chị, quà nó đang ở trong kho, nó chưa về tới nữa chị.
ít bữa nữa mấy chị cứ ở gần thì mấy chị cứ tới nhận bình thường thôi chứ đâu sao đâu. Nhưng mà phải đợi em làm hết cái danh sách ra chị mới bắt đầu tặng quà được, chứ tự nhiên chị nào tới cũng tặng quà rồi làm sao biết ai tặng ai chưa. Phải đợi in cái phiếu Excel ra. Mấy chị khách ship là bắt đầu 2 ngày nữa bắt đầu tặng, còn mấy chị khách ghé là từ từ sẽ tặng từ từ. Rồi cái bộ xám này nè mấy chị nè, chốt này chú Hoàng xám này 62 kg 63 kg mặt vừa nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là xám này 62 63 kg mặt vừa luôn. Rồi ok, xám này cho chị Chi Nguyễn nè. Xám chị Chi Nguyễn, bộ xám nó dày lắm chị Chi Nguyễn. Xám ok chị Chi Nguyễn nha. Xám chị Chi Nguyễn ok. Rồi có 59.000 bộ, quá rẻ luôn. Rồi bộ xám này thì cỡ 60 kg trở lại mặt vừa thôi, xám nhũ nha. Chị nào lấy xám nhũ chốt Hoàng xám nhũ, xám này nó ánh lên nhũ kim như vậy nè, ánh lên như vậy nè. Chị nào lấy xám nhũ comment lên giúp Hoàng là xám nhũ nha. Xám nhũ này 60 kg trở lại mặt vừa, 60 kg trở lại mặt vừa xám nhũ nha. Xám nhũ ok cho Diệu Đào. Màu rêu ok cho chị Chi Nguyễn. Màu rêu cỡ tầm 57-58 kg trở lại mặt vừa thôi chị nha. Rồi ok nè, xám nhũ hả? Xám nhũ không thấy. Ê còn cái ri nào nữa không thả? Xám nhũ hả? Em không thấy xám nhũ đâu luôn. Xám nhũ hình như bị hết rồi á. Đợi mấy đứa nhân viên nó đang bận quá đó, đợi hồi xíu. Xám nhũ, coi cái mẫu xám nhũ đó có còn không thơ. Cái em đang xét xét đó. Có hai ba khách chốt luôn. Chờ xíu đi em, chờ xíu. Tại vì cái mẫu này ngàn năm mới có một lần em. Em không thích nhưng mà nhiều khách thích lắm. Nhiều khách thích cực kỳ. Cái bộ này mà đi làm cái gì nó cũng sướng hết á. Tính ra nó rẻ lắm á, hiểu không? Còn cái xám này xám bình thường, nó không phải nhũ nha. Xám này là xám trơn thôi chứ nó không có nhũ nha. Xám trơn này 60 kg trở lại mặt vừa. Còn không thơ. Bên đó hết rồi hả? Vậy là hết xám nhũ nha. Cái này xám trơn 60-62 kg mặt vừa. Xám trơn 60-62 kg mặt vừa. Rồi cái bộ, nói chung là mọi người biết không, coi như là mình mua một chiếc áo khoác thôi là nó đã ri xanh ngọc sau lưng là đồ gì vậy chị chưa biết đây. Rồi chị nào lái chốt đi chú Hoàng nha. Chị nào lái comment lên chú Hoàng là xám này là xám trơn 60 kg trở lại mặt vừa. Ủa xám này hình như là Loan Bùi có rồi mà. Loan Bùi có xám chưa ta? Giống cái bộ xám lúc nãy cô Loan mua mà không biết là Loan Bùi có xám chưa thôi à. Xám này xám trơn nha, xám này xám trơn. Rồi bây giờ Hoàng qua mẫu này, cái này là 60 kg trở lại mặt vừa nè. Bộ nó dày ghê không? Rồi bộ này nhiều khách thích lắm á, trời một. Nói chung là ok, xám trơn cho Thông Thị Phương Loan. Cái này là phải gọi là vậy thôi chị, đúng rồi, chị nhớ vậy đó. Có rồi đừng chốt nữa em, nó lộn xộn lắm á. Rồi bây giờ Hoàng qua cái mẫu tầng nha. Giờ Hoàng qua cái mẫu tầng đi. E còn có bộ đen nè, không có đồ nam em. Có một bộ đen duy nhất nè, mà nãy lúc nãy chị hỏi nhân viên nó không biết. Rồi cái này là màu đen này mấy chị ơi. Đen. Một màu đen thui. Một màu đen nha. Đen này 57 kg trở lại mặt vừa. Đen này nó dễ dính bụi quá vậy. Đen này Hoàng Tri Ân cho mấy chị giá sốc đi 45.000. Đen này 45.000 nha. Bán mini game cho những chị nào có chia sẻ livestream nha. Tại vì có một bộ màu đen thôi, Hoàng sẽ chọn ra bán mini game. Chị nào lấy đen 45 thì nhớ chia sẻ livestream Hoàng mới chốt nha. Nó ở trong có bị đục nên không biết đường biết luôn mấy chị. Đen 45 chốt cho người chia sẻ livestream thôi nha. Chị nào không chia sẻ livestream mà Hoàng có bán đâu. Tại có một bộ Hoàng bán mini game cho mấy chị chơi vui. Màu đen nha, rồi sau đó Hoàng sẽ lên màu tầng, mã tầng nha mấy chị. Đen 45.000. Chia sẻ livestream với Hoàng nha. Chị nào chia sẻ livestream mới chốt nha. Chị nào chia sẻ livestream Hoàng mới chốt nha. Chị nào không chia sẻ livestream Hoàng không chốt. Còn cái điện thoại nó đâu mất tiêu, ta để coi thử comment. Không, cái điện thoại iPhone đó. Rồi, chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là đen 45.000 nha. Đen 45.000 chốt lên mấy chị ơi. Đen 45 nha. Để Hoàng coi thử là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi Hoàng mới bắt đầu bán mini game lại cho mấy chị nha. Không mất tiêu ta. Mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi. Rồi mấy chị chấm bài này chờ hồi xíu đi. Làm gì có em, lúc nãy chị đang ở đây chị bật phát livestream lên mà. Chị còn nhìn, chị còn nứ máu mà. Đâu có sạc pin gì đâu, chị để hết cái điện thoại đó lúc trưa chị lên trên nhà trên chị sạc đầy rồi. Rồi mấy chị chia sẻ livestream với chú Hoài nha. Rồi đủ lượt chia sẻ là Hoài sẽ bắt đầu bán nha. Đen 45.000. Đen 45.000 nha. Bán mini game cho mấy chị nha, để Hoàng coi thử bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Chị Nguyễn hốt rêu nha chị. Có bộ rêu treo lên canh á.
Vậy là chị Chi Nguyễn không có reo, chị nghe bị hết reo rồi chị. Ok nè, 280 lượt xe nè. Rồi vậy thì bộ đen này em ưu tiên cho chị Chi Nguyễn đi. Tại vì chị Chi Nguyễn hết reo nha chị em. Không đâu, cái đó mình bán vui mà bớt chi đâu. Dạ, cái đó chị đó đi lấy đầu một đứa thôi. Cái đó đâu có cái chi đâu bà mà bớt. Cái đó bán vui thôi mà. Rồi màu đen cho chị Chi Nguyễn nha. Em ưu tiên cho chị 45.000 nha. Tại vì là cái màu rêu là bị hết rồi nha chị. Màu rêu em hết rồi. Bây giờ em sẽ tạm thời em qua cái mã này đi nha. Bây giờ mấy chị muốn là Hoàng lên bộ gì? Lập thể nè, bộ hình con gấu 3D nè, bộ gố mặt cười nè, bộ lửng tầng vôn nè. Nói chung là rất là nhiều lô xịn mới về. Giờ mấy chị thích lên gì lên, thích lên gì lên cái đó, còn không thì Hoàng sẽ đi xả đồ. Hàng đó là để dành đầu. Em xem lụa hàng hả? Đầm cúc sau lưng đi chị hả? Đầm cúc á hả? Đầm cúc đâu? Bộ lập thể đi chị hả? Rồi ok. Lập thể thì cũng y chang như hình đăng hồi sáng. Có mấy khách sợ hết. Tầng có đùi không chị? Không, lần này nó về lửng không em? Lần này là lửng chứ không có đùi nha. Lập thể hả? Rồi ok. Rồi bây giờ vậy thì mọi người á hả? Mọi người thích lập thể like lập thể trước. Lập thể y hình đăng ha. Rồi chị nào chưa có biết á thì á, là ra ngoài xem thử, xong rồi vô mua hàng nha. Vậy nào chưa biết thì mình thoát ra vào tường mình coi thử Hoàng có đăng này. Năm màu như hình nha mấy chị nha. Nó là chất thun lửng lạnh 3D nha. Đây, như hình luôn mấy chị nè. Chị nào chưa biết thì mình quay ra ngoài mình xem giúp Hoàng ha. Rồi xong mình vô mình đặt hàng nha. Rồi, ngố mặt cười đợi xíu đây. Nó sẽ y chang như các màu mẫu mặt như vậy ha. Rồi đang cuối năm xưởng nó sale ra. Cái hàng này mà mẫu mặt là nó rất là mắc luôn. Mắc lắm, không bao giờ mua được mấy chị. Mấy chị coi nè nha. Màu y chang như vậy nha. Hoàng nhá trước nha. Chị Hoàng gửi đồ tính cố cho em nha. Ok 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 em, chị Hoàng biết rồi. Đây nè ha, 49.000 một bộ nha. Đó, màu xanh có nè, màu tím có nè, màu vàng có nè, màu nâu có nè, màu hồng có luôn. Rồi ok chưa. Tri Ân 49.000 một bộ. Form này là lên tới 60kg mang chừa. Hoàng không có biết 65kg mang được hay không. 65kg thì có nhiều người mang được. Nhưng mà Hoàng không biết là có mang vừa hay không. Hoàng cũng chưa cam kết nha. Bao cỡ 60-62kg trở lại thôi cho chắc cú nha. 60-62kg, Hoàng thì 69kg. Nhưng mà Hoàng độ vô cũng muốn vừa luôn. Đây nè, tại vì nó là chất thun 3D coi giãn mạnh. Rồi quá đã, 49.000 một bộ. Màu tím, màu hồng, màu nu, màu vàng, màu xanh. Đủ màu, sale 49.000. Lô cuối rồi đó, xưởng nó sale mình lô cuối rồi đó. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Lập thể đây, lập thể quần dài tay dài luôn. Chốt đơn giúp Hoàng. Lập thể quần dài tay dài 49.000. Màu tím nha, màu xanh, màu tím nè, màu xanh nè, như mẫu mặt luôn. Rồi màu vàng nè, màu vàng nè. Rồi màu hồng nè, màu nu nè, đủ màu luôn ha. Rồi chị nào lái chốt màu này giúp Hoàng nha. Lập thể kèm màu của mấy chị 49.000 mua đi. Lô cuối rồi, không bây giờ có hàng nữa nha. Hết luôn á, là xong là đến Tết luôn là hết luôn rồi đó. Xưởng là người ta nghỉ luôn rồi. Xưởng là bắt đầu nó nghỉ Tết rồi đó. Giờ là nó xả ra cho mấy sĩ nhỏ giống như Hoàng ôm là xong rồi nó nghỉ Tết luôn á. Chị nào lái comment màu đi giúp Hoàng. Đây bộ lập thể quần dài tay dài. Cái này là chất thun 3D nha. Siêu phẩm luôn. 49.000 bộ, bao giá toàn Facebook luôn. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi ok. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là lập thể nha. Chị nào lấy lập thể kèm màu vô giúp Hoàng. Lập thể kèm màu vô. Màu tím, màu vàng, màu nu, màu xanh, màu hồng nha. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Màu đó là màu, lấy chị màu đỏ hả? Cái đó màu hồng á chị. Nó là màu hồng á chị. Rồi chị nào lái chốt Hoàng nha. Cái đó là màu hồng chứ không phải màu đỏ đâu chị. Nó hồng hồng vậy đó. Trong đó nó cũng có cái tông màu đỏ trỏng. Nhưng mà nó là màu hồng, em kêu màu hồng cái dễ gọi. Đây, đây cho mấy chị xem nè. Nè, đây nè. Đó, hồng phối với đỏ như vậy nè. Rồi ok nè, một bộ màu đỏ chị Nguyễn Dung nè. Có 49.000 thôi, quá rẻ luôn. Ok, Trần Ngọc Anh Thi bộ màu xanh nè. 62kg cũng vừa đó chị, em vừa mặc nè, đẹp ha. Đẹp cực kỳ, không bao giờ có hàng đâu. Rồi ok nè, lập thể màu xanh cho Trần Ngọc Anh Thi. Lạp xưởng hết rồi em. Rồi ok, lập thể màu hồng cho Võ Phượng nè. Hoàng ơi đừng, bữa chị ok rồi. Em đi chưa để chị biết chừng lên chị lấy. Dạ ok rồi là đi hết rồi chị. Hồng ok cho Lan Trần. Ok rồi là em gửi hết rồi chị. Tất cả các đơn ok là em gửi hết. Chỉ có đơn nào chưa ok thì em mới chưa gửi thôi. Chứ ok rồi là em gửi hết rồi nha mấy chị nha. Ok rồi là em gửi hết á.
chứ ai ok rồi mà mình để lại kho thì nó lộn với người chưa ok rồi sao mấy chị. Nên là ok rồi là phải bắt buộc phải đi hết. Trừ khi á, thành ra là em cực kỳ ghét ai giữ hàng. Giữ hàng nó hay lộn xộn á, khi em báo đơn rồi là cái người đó bắt buộc phải đi. Không đi thì em cũng xả luôn, chứ em không có cho để nữa. Tại vì thời hạn tới đó chốt đơn là hết rồi đó. Đây là màu vàng nè mấy chị nè. Rồi y như mẫu mặt luôn, 62kg cao cao, 62-63kg cũng vẫn vừa bình thường. Nói chung là cũng có khách của Hoàng là 65kg mặc được rồi mấy chị ha. Nói chung là mình đừng có lùng là mình mặc được. Tại vì cái chất này nó có cái độ co giãn. Chất này là chất thun 3D mà, nó có độ co giãn chứ không phải là nó cứng ngắc ở đó. Nên mình có thể du di ra được. Rồi chị nào lấy comment để giúp Hoàng kèm màu vô nha. Màu vàng, màu nu, màu xanh, màu tím. Rồi chị nào lấy chốt nhanh lên giúp Hoàng qua mẫu. Chị nào lấy comment để giúp Hoàng qua mẫu nha mấy chị nha. Rồi 49.000 một bộ nha, xả luôn 49. Hàng này lúc đầu là tới 75 luôn á. Hàng tay dài này mắc lắm nè. Cuối năm cái bà xưởng bà khùng khùng bà sale á. Lập thể tím xanh đỏ ok chị Chi Nguyễn nè. Tím xanh đỏ ok chị nè. Màu tì xanh nè. Màu tím nè. Màu đỏ này ok chị Chi Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy vàng chốt em là vàng. Rồi em cho mấy chị coi luôn màu nu nữa nè. Màu nào cũng đẹp hết. Nào cũng đẹp, đẹp xuất sắc luôn. 49.000 bộ mấy chị không đủ tiền công, tiền vải gì hết trơn á. Không có đủ cái tiền gì hết luôn á mấy chị. 49.000 á, mà vải đẹp lắm luôn á. Những chị mua lứa trước là mấy chị biết rồi, phải giành giật mới mua được đúng không? Là mấy chị biết là chất vải là siêu xịn luôn á. Đây, cưng ha. Rồi chị nào lấy chốt Hoài nha. Rồi vải đẹp lắm, thiệt sự luôn mấy chị. 49.000 em nói thật đi may bộ đồ thôi, tiền công thôi là hết cả 100.000 bạc hơn luôn á. Cái này là hàng người ta may ra mặt sẵn như vậy là sướng không? Vải công kiết các kiểu luôn. Rồi, chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Rồi, Ngọc Huyền ok nè. Ngọc Huyền là bộ ngô bộ lập thể màu xanh nè. Rồi chị nào lấy nữa chốt Hoài nha, rồi Hoàng qua mẫu nha. Hoàng qua mẫu rồi Hoàng mới lên mẫu khác được mấy chị, cái gì cũng có hết. Đẹp lắm, màu nào cũng tương hết mấy chị. Ok, màu nu cho chị Chi Nguyễn nè. 49.000 nha. 49.000. Rồi ok, bộ màu nu cho chị Chi Nguyễn này có 49.000 bạc thôi, rẻ ờn. Ok nè, cho chị Chi Nguyễn nè. Rồi, chị nào lấy nữa thì báo Hoài nha. Rồi bây giờ cho chị ngố mặt cười đi em. Ngố mặt cười, ngố mặt cười đi em. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ lên ngố mặt cười nha. Rồi bây giờ Hoài sẽ bắt đầu lên ngố mặt cười cho mấy chị. Ngố mặt cười nó đang hot á. Ở Lazada, Shopee rồi người ta bán quá trời đó. Rồi, ngố mặt cười nha, bây giờ Hoàng sẽ lên mấy chị là ngố mặt cười. Rồi, rồi mấy chị chấm bài lên giúp Hoàng đây nha, mấy chị chấm bài lên giúp Hoàng. Còn sót bộ beo nè, trời ơi. Bộ beo này hả, lúc trước người ta dành nhau quá chừng không có. Lập thể vàng tím nâu ok cho lạnh tuyết nè. Vàng nè. Vàng nè. Ô cái đó là lập thể dài mà em. Ngày hôm nay, ngày hôm qua mình về hàng mới là có bộ lửa mà. Ok nè, lập thể nè, vàng nè, tím nè, nu nè. Vàng tím nu ok cho lạnh tuyết nè. Vàng tím nu cho lạnh tuyết nha. Ok nè. Vàng tím nu cho lạnh tuyết. Rồi, lập thể màu xanh cho vỏ phượng ok nè. Lập thể màu xanh cho vỏ phượng ok nè. Rồi còn sót bộ beo này Hoàng xã mấy chị luôn. Giá 32.000. Bộ beo nha, quần lụa nha. Đi với lại áo ôm tay dài đẹp lắm. Form 40kg nha. Cái quần này tới 60kg cũng mặc vừa. Quần có túi luôn, hàng vải lụa hàng luôn. Tại việc theo điện cho chị Mai lấy mà không thấy gọi cho chị nên chị hỏi thử hả. Chắc hàng của chị nó vừa tới hay sao, chị Mai gửi trước hay sao em cũng không biết luôn. Nói chung là ok rồi là em gửi liền hết. Rồi cái bộ này em xem mấy chị 32.000. Bộ beo nha, 60kg trở lại mang dù. Bộ bay ok cho Loan Bùi nè, 32.000 ghi giá và giúp chị em. Rồi lập thẻ cười đâu Dung ơi. À đây hả? Ở quên lộn đúng rồi. Bộ mặt cười nè mấy chị. Bộ lửng mặt cười nha, beo 32 hả? Beo nó không biết có còn không nữa. Cái beo 32 chị in phiếu cho Nguyễn Dung dự bị đi ha. Không biết là có còn bộ beo nào không nha, còn thì chị sẽ chốt cho. Rồi, lập thẻ á quên lộn. Mặt cười, ngố mặt cười, cứ nói lập thể hoài. Ngố mặt cười nha, sale giá 45.000 cho mấy chị luôn. Trên Lazada là nó bán 100 mấy nè. Nó bán 200 mấy rồi, nó giảm giá 100 mấy nè mấy chị nè. Ha, chị nào coi là biết rồi. Mình mua ở hàng là mình tiết kiệm được bao nhiêu luôn á. Rẻ được bao nhiêu luôn đây. Đây. Mấy chị nè ha. Đây nha, đây. Bộ ngố mặt cười nè. Nó ở trên Shopee á, ở trên Shopee nè.
rồi người ta bán 100, 200 mấy rồi người ta giảm còn 105, chứ ghê không. Rồi hồi sale mấy chị là 45.000 luôn, 45.000 luôn nha. À, gối mặt cười cái màu này nè, bộ beo ngân kim hả? Bộ beo giờ chị không biết là có còn không nha chị. Rồi ok này, ngân kim có bộ luôn. Ok, 32.000 xả luôn. Chị nào lấy beo chốt beo đi. Gố mặt cười sale luôn, 45.000 bạc thôi. Rất là dễ thương luôn. Trăm lại trời, cái quần dày đẹp ha. Phôm bận luôn, phôm này 65kg cũng vừa luôn. Cái quần gố quan trọng là cái quần, cái quần có túi nha. Cái quần là có túi nè, và siêu co giãn luôn. Rồi đã chưa, chốt lên. Bao nhiêu ký cũng mặc vừa hết. Chị nào lấy chốt hoài. Gố vàng, gố đỏ. Ngố vàng, ngố đỏ, ok chị ơi, chị nói nhân viên em lấy cho anh này, em đang like mà. Ngố vàng, ngố đỏ, ok cho Nguyễn Tuân. Ngố vàng, ngố đỏ cho Nguyễn Tuân, ok. Ngố đỏ nè, 45.000 nè. Ngố đỏ 45.000 nè, mặt cười nha. Rồi cái này là ngố màu xanh á, màu xanh bơ chứ không phải là màu vàng nè. Cái này là lên hình nó vậy, chứ nó ở ngoài là nó màu xanh xanh, vàng vàng như vậy nha. Rồi nha, rồi đây, quá đã luôn, 65kg trở lại mặt vừa luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên chú Hoàng, 45.000 thôi, quá rẻ luôn. Chị nào lấy chốt Hoàng là ngố màu xanh nha. Ngố màu xanh này, đang 45.000, quá trời đất rẻ luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là ngố xanh nha, xíu nữa Hoàng mặc cho coi. Rồi chị nào lấy ngố xanh, chốt Hoàng là ngố xanh đây. Ngố xanh bơ ok này, 45.000 cho Như Hằng này. Cái này là xanh bơ nha. Rồi Hoàng có là màu xanh này nữa nè, màu xanh dương. Mấy chị chốt Hoàng là xanh dương nha. Rồi nó có hai màu gỗ xanh lợn, xanh xanh bơ, rồi cái này là xanh dương mấy chị nha. Chốt lên chú Hoàng là xanh bơ xanh dương. Phôm này 65kg mặt thường. Quan trọng là cái quần nó đã, quan trọng là cái quần nó sướng nè. Hết cái màn hình luôn. Trời ơi, chị nào lái chốt Hoàng nha. Cái này là xanh dương, chốt lên với màu đỏ với màu cam nữa là hết. Màu đỏ, màu cam. Hôm nay còn có quần ngố luôn, nhiều đồ đẹp lắm. Này là màu cam và có màu đỏ nữa, chị nào lái chốt lên chú Hoàng. Cái này là màu cam này, ngố mặt người màu cam này. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là màu đỏ nha. Rồi chị nào lấy đỏ chốt Hoàng là đỏ nha. Chị nào lấy đỏ comment đỏ lên giúp Hoàng. Quá rẻ luôn mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng nha. Ngố màu xanh bơ cho Như Hằng có chị em. Như Hằng có rồi đúng không? Rồi ngố màu xanh gì Loan Bùi ơi, em lấy xanh gì? Ngân kim xanh bơ ok nè. Ngân kim một bộ ngố xanh bơ ok nè. Xanh dương cho Thông Thị Phương Loan ok nè. Xanh dương cho Thông Thị Phương Loan ok nè. Ngố màu cam cho bán Nguyễn Tuân ok nè. Ngố màu cam ok cho bán Nguyễn Tuân nè. Loan Bùi xanh bơ ok nè. Loan Bùi là xanh bơ ok nè. Rồi tiếp tục nè. Ngố màu đỏ cho Hồng Thơm ok nè. Ngố màu đỏ cho Hồng Thơm ok nha. Ngố màu cam ok nè cho Thông Thị Phương Loan nè. Ngố màu cam cho Thông Thị Phương Loan ok nè. Ngọc Huyền nè, xanh dương với cam ok. Ngọc Huyền nè, cam nè, xanh dương nè, ok Ngọc Huyền nè. Ngố màu xanh gì chị Ngọc Nguyễn ơi, em có xanh bơ với xanh dương chị yêu chốt đi, có hết á. Hàng này ở ít lắm có hết. Này nha, không em, không em bộ beo á, quần áo gì cũng không mặc vừa hết. Xanh dương ok cho chị Ngọc Nguyễn nè. Chốt cái chừng thiếu comment thiếu của khách đây. Rồi Hoàng còn một bộ xanh bơ nữa, một bộ xanh dương nữa là hết. Rồi một bộ màu cam, một bộ màu cam, một bộ màu đỏ nữa là hết. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Nhà màu cam này, Hoàng tháo màu cam đây cho coi. Mua đủ màu mà cũng được, rẻ lắm. Có 45.000 bộ à. Thay vì mình đi vô mấy shop khác đồ ngố, bây giờ mọi người buổi tối mọi người có coi livestream không? Thấy người ta bán bộ ngố là toàn 180-200 không? 180-200.000 không, chứ bộ ngố gì mà có 45.000 thì không mua hết, ráng chịu. Rồi ok này, ngố cam với xanh bơ này, thưởng nó sale ra cũng bán rồi, mọi người có 2.000 chứ nhiêu. Suy nghĩ chi đâu. Rồi ok, màu cam với lại màu xanh bơ cho Lạnh Tuyết ok. Vậy là Hoàng hết xanh bơ luôn nha. Giờ còn xanh dương với màu đỏ. Giờ còn cái ngố màu xanh dương với màu đỏ thôi. Đó, 45.000 bạc. Mà cái quần sướng lắm nha. Đây. Rồi, mặc bộ ngố này là Tết dễ thương luôn. Ngố mặt cười nó đang hot đó. Ở trên Shopee Lazada là nó bán tới 100 mấy ngàn, thấy không? Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là xanh dương nha. Xanh dương với màu đỏ, màu cam. Đây. Rồi, xanh dương nha, xanh bơ hết rồi chị Ngọc Nguyễn ơi. Xanh bơ còn bộ nào không em? Xanh bơ hết rồi sao á, hay là còn bộ nào không em? Xanh bơ, màu đỏ ok cho Mai Hoàng nè. Màu đỏ cho Mai Hoàng ok nè. Hình như xanh bơ bị hết mất tiêu rồi á, chị Ngọc Nguyễn ơi, em không thấy nữa. Màu đỏ với lại màu màu cam. Màu đỏ nè mấy chị nè. Xíu nữa em mặc mấy chị coi đẹp lắm.
Cái đó là bộ dài, cái đó bộ dài. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Xanh dương ok, chị Ngọc Vân một bộ này. Rồi hết xanh dương luôn. Em còn bộ xanh dương em để phần cho em thôi đó. Rồi chị nào lấy đỏ chốt em đỏ đi mấy chị ơi. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ nha, xíu nữa em mặc cho mấy chị coi. Xíu nữa em mới mặc. Giá như chị ha, 35 ngàn em, xíu nữa chị lên luôn. Rồi chị nào lấy đỏ chốt hoàng đỏ nha. Rồi đây, bộ gố màu đỏ mặc cười, nhiêu ký cũng mặc vừa hết. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha, màu đỏ nha, tại vì cái quần nó co giãn mạnh lắm. Giờ còn đỏ với lại còn cam thôi. Giờ còn đỏ còn cam thôi nha, chị nào chốt đỏ chốt. Lập thẻ cánh dơi lụa 55 em. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha, màu đỏ với lại màu cam. Rồi Hoàng qua mẫu nha, ngố đỏ 35 ngàn. Ủa đâu có đâu, cái này 45 em, bộ ngố này 45 chứ đâu phải 35 đâu. Ngố này là 45 ngàn. Ngố mặt cười. Thấy người ta trên Lazada người ta bán 101 không? Người ta ghi 200 mấy mà người ta sale 101 mà Hoàng bán chưa được nửa giá so với giá người ta chứ mấy. Cái quần có túi nghe. Nè mấy chị coi nè, trên Shopee Lazada nó bán nè. Cái ngố này bây giờ đang hot mà. Nè mấy chị coi đi nha. Lập thể lụa chưa chị hết chưa em? Lập thể lụa chị chưa lên. Ngố đỏ ok cho anh Thi nè. Ngố đỏ cho anh Thi nè. Lấy ngố đỏ chị Ngọc Nguyễn ok nè. Hàng này mặc dễ thương lắm á, còn có túi hết á mấy chị. Rồi mấy chị chấm bài lên, em qua mẫu nha. Em qua mẫu cái ngố này, giờ em còn mấy bộ màu cam với là mấy bộ màu đỏ nữa là hết rồi. Ngố đỏ ok cho đây mi khách mới cho chị, số điện thoại địa chỉ nha em. Màu đỏ ok cho chị Chi Nguyễn. Màu đỏ chị Chi Nguyễn ok. Rồi bây giờ em sẽ lên cái bộ tầng hả. Ngố đỏ ok cho Võ Phượng 65kg chị, nói chung là hên xui nha mọi người nha. 65kg mặc vừa. Nhưng mà quan trọng mấy chị, Hoàng không bao giờ bao cho những chị lùn nha. Cho nên 65kg là gọi là mình có béo rồi đó. Nhưng đừng có lùn, đã béo mà lùn là đừng có mua mấy chị. Đã béo rồi còn lùn nữa sao mà mặc được. Nên mấy người đừng, mấy chị đừng comment ký nha. Em ở đây em tư vấn số ký là tư vấn số ký chung. Ví dụ như mấy chị mà đã 65kg là béo rồi đó, kèm với lùn là đừng có mua mấy chị nha. Béo mà lùn mà đừng có mua. 65kg ít nhất phải cao 1m57-58 giúp em ha. 65kg mét rưỡi đừng mua gì luôn mấy chị nha. Không có một cái gì vừa hết. 65kg mà cao 1m55 trở xuống đừng mua cái gì mấy chị nha. Không có cái gì vừa hết nha. Chứ không bất công chốt quá trời. Võ Phượng đơn trước chưa nhận, đơn sau đừng lựa nữa em. Lựa nữa là phải cọc giúp chị em ơi nha. Đơn trước chưa có nhận, em là khách mới đơn trước chưa nhận, đơn sau muốn mua là phải cọc chị mới giữ hàng cho em. Tại vì hàng này bây giờ nó đang hiếm, hiểu không? Ví dụ như giờ em mua một cái đơn khi em chưa có nhận thì biết khi nào chị mới chốt được cái đơn sau cho em. Mà trong khi là khách là muốn mua quá trời luôn. Cho nên nó là 65kg 1m62 vừa chị. Thì đúng rồi, 65kg mà cao 1m62 là đâu có béo ha. Nói chung là dáng như vậy là cao thì cân đối thì bình thường là vừa. Hoàng 1m57 rồi, Hoàng mặc cái bộ này cũng vừa nữa. Hoàng nhìn là không biết không mặc vừa, đồ ngố. Quan trọng là nhất là cái quần. Quan trọng nhất là cái quần, mấy chị hiểu không? Mặc cái quần nó như thế này thì là quá sướng rồi. Quá sướng cuộc đời rồi. Thiệt, đây, quá sướng. Là ai mặc vừa hết á. Ngố vàng còn không cho chị một bộ luôn. Dạ ngố vàng không còn chị ơi. Ngố vàng là xanh bơ á, của ai kia kìa em. Không có để riêng ra. Xíu nữa mà ai mà không đủ đơn á thì là nhường cho chị Chi Nguyễn thôi, chứ em không có nha. Chứ em hết rồi. Còn Võ Phượng mà bây giờ em muốn mua tiếp, lựa tiếp là em phải cọc giúp chị ha, để chị đi đơn sau. Chứ còn là bây giờ gần Tết rồi, ví dụ như bây giờ cái đơn đó lâu thiệt lâu mới nhận, cái đơn này giữ hoài luôn, giữ cái đến Tết luôn cái xong. Người mua không có, mà người có thì biết khi mua mới đi hàng được, cho nên là sẽ không có giữ hàng. Giờ gần Tết rồi, khách mới muốn đi đơn nào cọc đơn đó cho em, đi đơn nào cọc đơn đó. Giả tỷ xui bài bị bơm về thì mình không mất tiền ship thì cũng đỡ khổ, đúng không? Xui xui mà cái chị nào xui xui bơm là bình thường, bơm là cái chuyện bình thường. Và có ngố đỏ có rồi chị, khách quen thì em nói, chứ khách mới là em bắt cọc hết á, em sợ. Bây giờ em sẽ lên cái bộ tầng, à có cái bộ này cũng dễ thương lắm mấy chị. Cái bộ lẫn phôn á, phôn nó cũng lớn lắm mà cũng dễ thương lắm. Bây giờ mấy chị muốn em lên gì, áo khoác không hả? Dạ có chị, cái đó là bộ tầng hả Dung? Bây giờ bộ tầng mấy chị, bộ tầng mấy chị muốn coi bộ tầng không? Có bộ mẹ không chị hả? Ít lắm em, bây giờ cái hàng đó lâu rồi chị không có về hàng nữa. Hàng Tết không có đồ mẹ gì hết em. Rồi lửng vôn hả? Đúng rồi, lửng vôn là lúc đó Nguyễn Phụng mua 100 ngàn ba bộ là biết vải xịn rồi ha. Xịn lắm. Mà phôm to nữa ha, cái bộ đó thì đẹp cực kỳ ha. Rồi bây giờ cái này là Hoàng có là cái bộ lửng vải KT Thái nha, đẹp cực kỳ.
55, 56, 40kg đến 55, 56 ký trở lại mặt vừa là bộ tầng nha. Hàng này là nó bán siêu thị nè. Mấy chị thấy cái mạc nó còn nguyên si không? Đẹp cực kỳ. Vải lụa nha, rất là đẹp luôn. Rồi, đây chị nào lấy chốt hoàng là bộ dây nha. Dây đỏ nè, hình con mèo đây. Rồi, chốt hoàng là mèo đỏ 35.000. Mèo đỏ 35.000. Chị nào mà lấy cái mẫu này 100.000 ba bộ thì đừng có lựa màu gì hết. Có 100.000 ba bộ ba màu, hoàng bóc nhanh thì là hoàng giảm giá sâu luôn ha, giảm giá sâu luôn ba bộ đó. Còn chị nào ok chị biết rồi, hàng ơi em nói một lần thôi em. Khách cũ khỏi cần nói đi mấy chị, hoàng nhìn là hoàng biết, khỏi cần nói gì hết mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là mèo đỏ nha, form 40kg cho đến là cỡ tầm là 30kg thì chị không biết em, cái này là ít nhất phải cỡ 40kg hoặc là 37-38kg chứ 30kg thì sợ nó rộng. Nó rộng cái cổ ha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Bộ này là bộ tầng nha. Bộ tầng đẹp lắm luôn á. Lô cuối. Em xem cái đầm hoa vàng vậy. Giờ không biết nữa. Để mà có đứa nào nó biết thì nó lấy cho em xem. Chứ giờ chị không có đứng dậy lấy. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Ví dụ như là mình lấy 100.000 ba bộ thì Hoàng sẽ chốt cho mấy chị ngẫu nhiên. Không, nói chung là ba bộ ba màu. Đó, còn nếu như mà lựa từng mẫu một thì 35.000 giúp Hoàng. Có màu xanh hồng vậy đó. Lên lửng vô đi chị, đợi chị xíu em. Hoa cúc nó ngày nào cũng like luôn á, like muốn xỉu luôn á. Rồi cái này nè, chốt của Hoàng là dâu nha, á quên dưa nha, dưa tím nè. Dưa tím nha, nói chung là y chang mẫu mặt hết trơn vậy, dưa tím. Chất vải này là KT Thái loại 1 nha, nó mềm, nó chứ không phải là KT Thái mà thô cứng nha. KT Thái này loại 1, nó rất là mềm và thích luôn. 40kg đến dưới 55kg mặt vừa nha. 40kg đến 55-56kg trở lại mặt vừa thôi. Chị nào lấy chốt là giúp Hoàng nha, nhớ nha, khách mới là bên Hoàng là không cho kiểm tra hàng nha. Và mình cân đối số ký mà mua giúp Hoàng nha. Chứ hàng tới là Hoàng không có cho xem hàng đâu. Không có cho xem hàng là mặt vừa, mặt gì rồi mới lấy, không có nha. Không có. Chị nào mà cảm thấy thích rồi mình hãy mua, còn không thì thôi nha. Rồi, bộ tầng treo chị lấy hả? Bộ tầng á hả? Dạ rồi ok, bộ tầng là cái màu đó là màu xanh gì đó. Rồi ok, để em nói mấy đứa lấy xuống cho chị. Dưa tím ok nè. Hiếu của là Nguyễn Hiếu nè. Hữu Nguyễn Hiếu ok nè. Dưa tím nè. Cái này là mèo màu xanh chị Hoàng Huy. Cái này mấy chị lưu ý giúp Hoàng nha. Mình thấy mình nhỏ con hot girl thì lấy. Trước khi mình đặt hàng á, những cái mẫu này Hoàng có đăng bài trước hết đó mấy chị, đăng bài trước vài giờ. Mình vào cái tường của Hoàng mình xem sơ qua những cái bộ này là bộ hot girl. Nó không phải là form dành cho người béo thù lũ đâu. Nó không có mặc được đâu, mình thấy mình béo mình đừng có mua giúp Hoàng nha. Béo á, thì mình chọn mấy đồ ngố mình mặc nó vừa là cái chất thun á. Mình đứng lại ngồi xuống nó sướng. Chứ còn không mặc không vừa cái bắt đền nó chết luôn á. Mà bán bộ đồ lời có nhiêu đâu bắt đền xỉu. Rồi ok, 35.000 chị Hoàng Huy nè. Bộ mèo này còn không em ơi? Bộ mèo xanh này còn không ta? Mèo xanh này còn không Dung ơi? Mèo xanh. Rồi ok nè. Rồi mèo xanh này. Bộ mèo xanh này có một bộ thôi, 35.000 em. Bộ mèo xanh này có một bộ thêm à, 35.000. Rồi dưa màu xanh nha. Chị nào lấy dưa? Lê Kim Ngọc không biết chép tin nhắn hả em? Nhân viên chị nó báo đơn cho em một hai bữa nay rồi, chưa thấy em chép tin nhắn luôn. Mà chị đang lu bu chưa có alo luôn. Đang lu bu nên chưa có alo luôn nè. Nói chị nhớ là mua nhiều là phải biết chép tin nhắn cho nó khỏe ha. Mèo đỏ dưa tím ok chị Hoàng Huy nè. Mèo đỏ nè, dưa tím ok chị Hoàng Huy nè. Con mèo màu đỏ nè. Rồi ok nè. Bộ dưa màu tím ok nè. Con mèo màu đỏ chị Hoàng Huy nè. Bộ nào cũng đẹp hết trơn, em nói thiệt luôn. 35.000 bộ mà vải xịn lắm. Không biết xưởng nó cuối năm nó bị ế cái vải này hay sao nó may, chứ thường là cái hàng sale giá rẻ không được vải xịn gì đâu mấy chị. Dưa màu xanh nè, chị nào lấy dưa xanh chốt hoàng là dưa xanh. Thường á, là hàng sale mà có 30 mấy ngàn như này không bao giờ nó sử dụng chất vải KT Thái loại 1 nó may đâu nha. Nó không bao giờ nó may KT Thái loại 1 xịn như vậy đâu. Nó may dạng KT thô cứng cứng thôi à. Không bao giờ nó may được cái KT Thái loại 1 xịn này đâu. May vậy tiền vải hết luôn rồi, tiền công tiền may đâu. Bộ đồ có 35.000. Dưa xanh ok cho Hữu Nguyễn Hiếu nè. Hữu Nguyễn Hiếu nè. Hữu Nguyễn Hiếu khách mới chị nói nha. Bên chị là không có cho xem hàng em nha. Đồng ý mua thì chốt nha, không mua thì nói chị xả cho. Chứ bên chị không có cho xem hàng nha em nha. Chứ không khách khi chốt đơn rồi cái sợ không cho xem hàng lừa đảo gì đó, ai biết mấy chị nói gì đó thì mình đừng mua. Không em không có túi đâu em. Rồi tiếp tục này, dưa xanh nha. Rồi cái bộ này là bộ con gì đây, bộ chữ đây, bộ chữ cam này mấy chị này. Chị nào lấy chữ cam chốt ngoài là chữ cam nha.
Rồi chị nào lấy chữ cam chốt đi giúp Hoàng là chữ cam nha. Thêm 3 bộ đủ màu 100, ok chị Hoàng Huy. Rồi thêm chỉ 2 bộ nữa là đủ 3 bộ 100. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là chữ cam nha. Chị nào lấy chữ cam chốt Hoàng là chữ cam. Chữ cam đi về Z nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng. Nói chung là cái này chị nào ốm là vừa hết. Ốm là vừa nha. Lê Kim Ngọc, cái đồ nó bị xả hàng chưa em ơi? Để từ từ nhân chị hỏi thử nhân viên chị xả cho em. Nó chưa xả mới chốt thêm chứ nó xả rồi chị không chốt nữa. Hả? Chữ cam ok cho Hiếu Hữu Hiếu Nguyễn vậy nè. Chữ cam ok cho bé Lê Kim Ngọc là em chưa có xả đúng không? Chưa xả thì dồn nha. Mai alo nha. Alo mà không, ai mà không nghe máy là xả luôn. Mà ai mà alo mà không nghe máy xả luôn là chặt luôn. Ok nè. Rồi ok nè. Tổng 6 bộ chị Hoàng Huy là tổng 6 bộ đủ màu giúp chị em. Không nghe máy là hoàn hoàn không có bán nữa đâu. Vậy nào không nghe máy là không bao giờ bán nha. Nó mệt á. Không biết chép tin nhắn mà kèm theo không biết nghe máy nữa là thôi luôn. Rồi tiếp tục nè mấy chị nè. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nè. Bộ xanh đậm này được có 1 bộ à. Đúng không? Xanh đậm này có được bộ à. Chị nào lấy xanh đậm chốt Hoàng xanh đậm được có 1 bộ duy nhất thôi. Xanh đậm nha, bộ 3 tầng. Quá xuất sắc luôn. Chị nào lấy xanh đậm chốt Hoàng xanh đậm nha. Xanh đậm này Hoàng có đúng 1 bộ duy nhất thôi. Xanh đậm 1 bộ duy nhất thôi mấy chị. 35.000, 3 bộ 100. Em ơi, xanh ok nè. Xanh đậm ok chị Hoàng Huy nè. Em cái em coi thử cái đồ của cô Lê Kim Ngọc có cái gì vậy? Rồi vịt hồng này em cũng có 1 bộ nè. Chị cũng không biết là em chốt được cái gì nữa. Hình như lúc trước chốt được đơn rồi mà không đủ xả rồi hay sao á. Để chị vô tin nhắn chị coi này, không biết kiểm tra tin nhắn. Khách hàng còn nhỏ hay lớn tuổi mà không biết coi tin nhắn đâu. Chốt hàng báo coi tin nhắn là im lặng hoài, đúng không biết rep. Rồi mà mấy bữa giờ lô bu quá nhiều đơn quá nên là cũng không có nứ luôn. Rồi cũng không có. Rồi coi thử coi. Chị em có chữ cam. Cái này là Lê Kim Ngọc đúng không? Mấy chị chờ hơn xíu. Khách mới là rất rối nè. Báo đơn hình như cái đơn này bị xả lần rồi nè. Đơn nhỏ thì xả lần rồi nè. Bên mình nhắn tin qua mà nhỏ này không biết nhắn, không biết rép luôn. Nhỏ này cùi bắp thì cái chứ. Nè báo đơn qua vậy nè. Rồi một cái đơn này hình như bị xả rồi nè. Mấy cái bộ con vịt này xả rồi nè. Rồi cái đơn mua lại sao nữa. Nói chung là không đủ đơn á. Mệt quá. Cái hỏng không. Rồi cái đơn này thì hình như là báo từ bữa ngày nào không biết luôn. Mà lâu quá thì xả rồi. Để Hoàng vô phần mềm Hoàng kiểm tra thử coi. Em tìm thử có Lê Kim Ngọc á. Nói nó xả quần u mì. Cái quần u mì đó người mua không có luôn. Quá trời người mua không có. Để chị bỏ qua cho khách nè. Bây giờ cái quần đó đang bị thiếu hàng. Cái này là ngày 6 tháng 1 hả? Một bộ xanh ngọc, một bộ vàng áo kiểu gì đó. Nhỏ này mình có chốt nó quần u mì nào đâu. Nhỏ Lê Kim Ngọc này có chốt quần u mì nào đâu. Quần 35k 48kg gì đó không biết. Tùm lum nó không biết. Không phải chị ơi. Em bên tin em không vô được. Vịt hồng ok chị Hoàng Huy nè. Vịt hồng chị Hoàng Huy nè. Mấy chị chờ hồi xíu. Giờ không biết nữa. Không biết có bị đồ tìm ở đâu. Mới đi họp về vô trễ. Dạ rồi ok chị. Nhân viên chị đã tìm được chị mới chốt thêm hàng em. Nó tìm không được thì là không có chốt nha. Mà alo chỉ cần không nghe máy là họ xã đưa ra em. Đúng rồi, báo đơn nè. Có cái quần u mì con mẹ nào đâu bà. Cái này là bây giờ là có bộ vịt vàng nè. Rồi có bộ vịt xanh ngọc nè. Rồi có cái bộ nơ nè. 20.000, 25.000 nè. Có cái áo kiểu 20.000 nè. Đó, bây giờ được bộ chữ cam đó. Chứ không có cái quần u mì nữa hết các bà ơi. Mua cũng không có bà ơi. Phải mua là dễ đâu. Thấy vậy thôi, thấy chốt dự bị vậy thôi. Chứ đến khi chốt hàng bây giờ còn một đống người không có quần u mì luôn. Đâu phải đủ hàng chi đâu. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bộ hoa cúc nha. Chị nào lấy hoa cúc chốt Hoàng hoa cúc. Cô kem xăm cô tiên còn. Lấy em bộ tím treo đi chị ha. Bộ tím nào em. Rồi bộ tím ấy chị chưa có like xíu nữa chị mới like. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng nha. Bộ này là bộ hoa cúc 35.000.
bộ hoa cúc 35.000, cái bộ đó Hoàng bán ngẫu nhiên đó mấy chị. Cái bộ đó là xíu nữa Hoàng có lựa màu. Hôm bữa em nghe chị đọc tên, nhưng mà không chắc là khó hàng đâu em. Tại chị đã nói rồi, hàng là không có đủ chia. Đọc thì đọc vậy thôi chứ, in phiếu đại vậy thôi chứ đâu phải là cái đó gọi là dự bị nha, chứ không phải là có hàng em. Ok này, là Lê Kim Ngọc là chừng này đúng không? Mai bên chị chỉ cần ok mà alo mà không có nghe máy là xả hàng chặn Facebook luôn nha. Ok cho Kim Quyên ha. Mấy chị nhớ nha, em Hoàng cực kỳ ghét là ai mà gọi điện thoại mà không nghe máy hoặc là bấm máy bận là em xả đơn liền. Và không bao giờ em bán cho nữa đâu. Hết cơ hội mua đồ rẻ đi shop nào cũng vậy hết. Ca nóng lá rừng còn em. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là bộ chuột hồng. Bộ chuột hồng những cái mẫu này có bộ đẹp đẹp, phun này 57, 58 cái trở lại mặt vừa này. Chuột màu hồng 35.000 nha, KT Thái loại 1 luôn. Rồi chị nào lấy chuột hồng chốt Hoàng là chuột hồng nha. Chị nào lấy chuột hồng chốt Hoàng là chuột hồng nha. Trời giữ cái đơn quá lâu. Lựa cái đơn hàng gì mà từ ngày 6 tháng 1 đến giờ mà mấy nhỏ nhân viên Hoàng nó cũng hiền thì cái chết. Hoàng là gặp Hoàng còn xả 7 kiếp rồi đó, hiểu không? Từ ngày 6, 1 nay 12 rồi chuột hồng. Ok chị Hoàng Huy khách mới mà giữ tới 6 ngày. Vô shop bé anh là chiều cũng đã alo không được rồi, nó xả lung luôn. Chứ nó không có giữ đâu. Mua đơn nào chốt đơn đó là mua không mua thì thôi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là mèo hồng nha. Chị nào lấy mèo hồng chốt mèo hồng chuột hồng hết rồi mấy chị. Mèo hồng này nè, Hoàng có 2 bộ mèo hồng nha. 2 bộ mèo hồng, chị nào lấy mèo hồng chốt mèo hồng. Mình phải thanh lọc đi cái khách ok. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là mèo hồng nha. Chị nào lấy mèo hồng comment giúp Hoàng là mèo hồng nha. Mèo hồng ok cho chị Hoàng Huy một bộ này. Rồi cho ông bác Kim Quyên một bộ là hết mèo hồng nha. Mèo hồng hết. Còn một bộ mèo hồng nữa ok cho Di Diệu nè. Còn em cao nóng lá rừng đang còn nè, em sale giá 32.000, ai lấy thì bảo Hoài nha. Cao nóng lá rừng còn cỡ tầm 20 hũ cuối cùng mấy chị mới về ngày hôm qua. Chị nào lấy thì chốt Hoài, tri ân cho mấy chị luôn 32.000 một hũ cao nóng lá rừng nha, mà nóng cực kỳ. Rồi đồ Di Diệu em gom qua em để bên cái đó với bộ cam đi em. Cao nóng lá rừng là 32.000 nha, chị nào lấy chốt. Rồi ai chuyển khoản thêm vậy? Trang My mới chuyển khoản thêm á hả? Hàng kia nó báo tin nhắn. Hình như là Trang My có 4 cái quần lính nữa em à. Lấy 4 quần lính cho Trang My đi em. 3 hũ ok chị Hoàng Huy nè. 3 hũ cao nóng lá rừng ok chị Hoàng Huy. Rồi cái này là gấu đỏ nữa là em qua mẫu nha mấy chị nha. Chị nào lấy gấu đỏ nữa chốt lên giúp Hoàng là gấu đỏ xong Hoàng qua mẫu luôn. Gấu đỏ xong Hoàng qua mẫu lửng vôn nha. Vôn lửng là Hoàng không có lựa màu mấy chị. Màu nó tùm lum hết nên Hoàng có lựa nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là gấu đỏ. Rồi 35.000 chốt đơn đi giúp Hoàng gấu đỏ nha. Cái này ai nhỏ con mà càng đẹp. Gấu đỏ nha mấy chị nha. Hữu Nguyễn, Hiếu Nguyễn gì đó. Bên chị không có cho xem hàng em nha. Nhớ nha, cách mới mà chốt nhiều là Hoàng không có thích đâu á. Ok gấu đỏ chị Hoàng Huy. Lê Kim Ngọc gấu đỏ. Hoàng khách mới Hoàng chốt, Hoàng đâu có vui gì đâu. Hoàng là khách mới là mua ít thôi. Rồi ok này cho Ngọc Huyền nè. Khách mới là mình cứ mua ít đi mấy chị. Rồi xong rồi nhận hàng xong thấy đẹp mua thêm. Đừng thấy gì cũng chốt xong rồi đến khi nhận hàng không chịu hoặc không thích đâu. Rồi ok nè. Hai hộp cao nóng lá rừng ok nè. Lên lập thể. Một hộp khẩu trang màu xanh cho Ngân Kim ok nè. Rồi Hiếu Nguyễn này là đỏ gấu nữa là kết thúc em nha. Đừng mua nữa em, mua ít thôi. Mua nhiều quá là chị bắt cọc. Nhiều là phải cọc cạc việc theo hết mấy chị. Chứ bây giờ bán hàng nguy hiểm quá. Bộ này Hoàng từng mặc mấy chị ha, 65kg mặc vừa, Hoàng từng mặc là dễ thương vô cùng luôn. Cái này mấy chị thích nè, tại vì biết tại sao mình có thể mặc vừa không mấy chị. Cái này đơn giản là nó có độ co giãn nha. Nếu như mà nó không có cái nhúng này á, thì không bao giờ mặc vừa. 40kg mặc vừa luôn và đến 65kg mặc vừa. Nói chung là người ta mình càng béo thì cái này nó càng giãn ra, mà cái này thì Hoàng có chút màu. Mà Hoàng chốt là 100.000 ba bộ thôi. Hai chị nào thích thì thích. Cho chị cái ri cái màu đó đi Dung thơ. Cái ri bộ vô lụa mấy chị 100.000 ba bộ, một bộ thì 35.000. Hoàng có chốt màu gì nha mấy chị nha. Tại vì cái này là vôn hoa nên nó rất là nhiều hoa. Không có thể nào biết hoa nào hết mấy chị. Chị nào thích là thích thôi. Cái này Hoàng ôm được xưởng lô cuối rất là thích luôn. Rồi 100.000 là ba bộ, một bộ là 35.000. 100.000 ba bộ, một bộ 35.000. Cứ vậy thôi mấy chị nha. Một bộ là 35.000. Hoa này hoa kia hoa nào cũng đẹp hết. Chứ cái này không thể nào chốt màu được các chị.
nó là vôn hoa nên không có chốt màu được đâu. Hoặc từng bán cho nhiều khách rồi, siêu siêu đẹp luôn. Cái này này mình thích á, là mình thích á, là mình để như vậy nha. Nếu như nhận hàng không đẹp cho trả lại luôn. Nếu nhận hàng không đẹp cho trả lại luôn. 40kg mặt đẹp mà tới 65kg cũng mặt đẹp mấy chị. Rất đẹp luôn, vải may hai lớp đàng hoàng luôn nè. Mấy chị coi bên trong cái quần này, may hai lớp luôn. Thậm chí là nó may muốn ba lớp luôn nè. Mấy chị coi cái quần nó may nè, bài bản không? Trời ơi, mà quần là may chín tấc nha, chứ không phải là may theo kiểu cùi bắp đâu mấy chị nha. Vải rất là đẹp luôn. Mà nó thật mấy chị, 40kg mặt vừa đến 65kg mặt vừa. Cái chỗ này nè, mình thích thì mình mặc cổ vuông như vậy nha. Mình thích mình mặc cổ vuông, mà mình không thích á, mình rút dây là nó thành cái cổ tim tim như vậy nè. Trời ơi, nó xinh một cách xỉu luôn mấy chị. Cho mấy chị coi thử nha. Màu nào cũng đẹp mà bộ nào cũng đẹp hết. 100 ngàn là 3 bộ, một bộ là 35 ngàn. Chứ cái này thì Hoàng không, nói chung là Hoàng không có biết màu gì đâu. Kêu lời một bộ chưa được tới ngàn luôn. Mà kêu mệt quá, lỡ lần trước sale á, cái lần này bà xưởng bà sale ham quá lại lấy thêm. Cái này lần trước chia không đủ luôn vô ha. Mà đẹp lắm. Lần trước Hoàng chia không có đủ mấy chị, thiệt sự luôn. Hoa nào cũng đẹp hết nha. Lần trước là Hoàng chia không có đủ hàng. Cái lần này Hoàng về thêm á, Hoàng thấy bà xưởng bà sale Hoàng thích quá, Hoàng về thêm mấy chị nè. Đó, hoa nào cũng dễ thương hết á. Trời ơi, mặc lên là đẹp xuất sắc. Thiệt, bỏ 100 ngàn mua 3 bộ đồ mặc sướng má ơi luôn á. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nha. Rất rất đẹp luôn mấy chị coi thử hoa nha. Nếu như không đẹp không lấy tiền, tất cả các màu hoa ở đây là Hoàng like qua cho mấy chị luôn rồi đó. Đây có cái màu này là chị chưa like đúng không? Like rồi luôn hả? Có cái màu này chưa like, màu tím này nè. Rồi, màu tím. Rồi. Đó mấy chị, có nhiêu đó bộ à, có nhiêu đó màu à. Không có sợ gì đâu, màu nào cũng đẹp hết nha. Đó có nhiêu đó màu. Rất là đẹp luôn. Đẹp xỉu luôn. Đó, đẹp xỉu luôn mấy chị. 100 ngàn bạc 3 bộ đồ, thiệt luôn á. Mua về mà mặc mấy chị ơi, Tết này mặc cái này dễ thương ghê lắm. Rất rất đẹp luôn nha. Nếu mấy chị nhận hàng không đẹp thì mấy chị cứ trả lại riêng cái đồ này em nhận cho. Rồi bây giờ em chốt cho mấy chị nè. Chốt mấy chị nha. Rồi ok nè, con bé Lê Kim Ngọc cho số 2 kem xăm cô tiên ok. Rồi một bộ cho con bé Kim Quyên ok. Con bé Như Hằng 3 bộ ok. Chị Hoàng Huy đủ màu ok. Rồi cơ sở tính nhân ok. Rồi chị Duyên Đào ok. Con bé Lê Thanh ok. Con bé Như Hằng có rồi đúng không? Như Hằng em coi phiếu có chứ em. Rồi bé Phạm Mỹ Diệu ok luôn. Chị Hoàng Huy đủ màu ok. Bích Vân một bộ ok. Thu Thủy khách mới cho hàng số điện thoại địa chỉ. Mai Mai ok. Lê Oanh ok. Di Diệu ok. Bộ này rất là đẹp luôn mấy chị. Hoàng nói thật mấy chị chứ lần trước á, là do là Hoàng bán cho mấy chị là tương tác á. Cái lần này thấy bà xưởng bà sale mà nửa muốn lấy nửa muốn không, về bán theo cái giá tương tác là đang hiện tại này, là không có lợi nhiều hết trơn á. Tại hàng này người ta bán 65 ngàn bộ lận. Ok cho Lê Kim Ngọc ha. Không có lời nhiêu hết. Gà nuốt áo là em yêu hả? Dạ rồi ok chị. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nha. Chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là bộ nha. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng. Trời nó dễ thương ha. Trời ơi cưng xỉu luôn. Thấy cái bộ đồ muốn mê luôn á mấy chị ơi. Rồi bộ này rất rất là đẹp luôn. Em thích quá trời luôn. Cái này em mặc cũng vừa nha. Ngọc Huyền ok. Một bộ 35 ngàn một bộ mấy chị chốt lên giúp em. Rất rất đẹp luôn. Em nói thật luôn. Cái bộ này mấy chị không mua mấy chị tiếc lắm. Mua 100 ngàn ba bộ liền. Mình thích là mình mặc kiểu dày nha, cổ vuông nha. Mình không thích mấy chị mình rút cái dây lên phát mình thắt cái nơ. Trời ơi, cài hàng tôi hả? Dạ tính là thả bơm á chị, tính thả bơm công vú sữa. Rồi chị nào lái chốt em. Trời ơi nó dễ thương mấy chị nè, rút lên phát nó dễ thương lắm. Trời ơi nó đẹp không chịu nổi luôn mấy chị. Mua một bộ mấy chị tiếc lắm. Hồng Nhung ok, Hồng Nhung này là Trần Kiều đúng không? Mua một bộ xong tự nhiên mấy chị nhận hàng xong mấy chị tiếc, mấy chị nói ôi trời biết chú đó mua cha ba bộ đi. 100 ngàn để lại cũng đâu có mua được cái gì đâu. Giờ có ba bộ đồ đẹp rồi đã thích rồi. Ai cũng mặc vừa mấy chị biết tại sao? Giờ nó có cái nhúng, nó sướng cái là nó có cái nhúng. Cho nên là 65kg nó cũng vừa. Tại vì cái người béo là nó giãn cái phần nhúng ra. Còn cái người bình thường là mình mặc vô nó nhúng theo. Rất rất là đẹp luôn. Em nói thiệt rất đẹp lắm mấy chị ơi, thiệt sự luôn. May nè, một bộ đồ nè 35 ngàn bạc, thiệt chết. Họ sale ra chứ giờ ai nó mướn mấy chị á. May cái bộ đồ trả mấy chị 35 ngàn mấy chị chịu không? Thiệt, đừng có tính tiền vải gì hết trơn á. Ai nó cầm vải tới nó nói mấy chị là may giùm nó bộ đồ trả mấy chị 35 ngàn mấy chị may nổi không? Đó là vải nó cho không luôn á. May cũng không nổi mà cái này nó may sẵn nữa mà may kiểu nha. Đẹp nha, may theo thời thượng luôn á. Em nói đẹp kinh khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Em nhìn mà em còn mê luôn. Rồi chị nào lái chốt này giúp Hoàng màu ngẫu nhiên nha. Màu ngẫu nhiên nha. Ai chịu thì chịu, không chịu thì Hoàng bỏ ra cho màu là ngẫu nhiên mấy chị. Để biết sao không? Để cho mọi người phân màu cho nó đủ cho tất cả mọi người.
Thế ví dụ như bây giờ mà chị lấy màu này rồi chị lấy màu kia rồi khách sĩ nó không đủ màu, mấy chị hiểu không? Ở trong đây có sĩ có lẻ có chị lấy ba bộ, cho nên là phải xe ra đủ màu hết cho mấy chị. Nếu như mấy chị lựa màu cái giờ cái mấy chị lựa cái màu này, cái chị khác lựa màu kia, chút nữa sĩ không biết màu gì lấy hết nên không có được nha. Ok, Lê Kim Ngọc, màu nào cũng đẹp hết. Hoàng cua cho mấy chị xem rồi. Bây giờ Hoàng qua mẫu này nha. Hoàng qua mẫu này nha mấy chị nha. Rồi ok, Lê Kim Ngọc rồi, Hoàng qua mẫu này. Bây giờ lên cái mẫu gì nữa mấy chị? Lên cái mẫu gì nữa mấy chị ơi? Lên cái mẫu lụa lập thể ha. Lụa lập thể đi Thảo. Hay là cái bộ 3D hình con gấu chuột chi tùm lum hết ra áo. À cho chị cái quần ngố trước đi. Quần ngố mới về mấy chị nè. Khô gà còn nghe, còn ít nữa là hết Tết sát tới đứt rồi bà ơi. Mua nhanh còn kịp ha. Mua nhanh là còn kịp chầm là hết. Trời ơi, quần ngố đẹp chứ trời. Trời ơi, quần ngố đẹp chứ gì hả Dung? Quần ngố đẹp ha. Trời ơi, quần ngố cưng vậy. Trời ơi, quần ngố cưng dữ gì trời. Sale nha. Hai cái quần ngố nha. 45.000. Sale hai cái quần ngố 45.000 chốt luôn. Chị nào lấy chốt hoàng form này nhiêu ký cũng mặc vừa, chắc để thằng Răng lấy cái quần ngố mặc cho mấy bà, cho mấy bà biết luôn. Trời ơi, nó đẹp quá trời quá đất luôn. Quần ngố thì đẹp xuất sắc luôn. Rồi mấy chị, ngố mặt cười chị nào muốn lấy nữa báo em, chị lên vỏ em. Ngố mặt cười nè mấy chị nè. Ngố mặt cười chị nào muốn lấy ngố mặt cười nữa thì chốt lên giúp em nha. Em 69kg em còn mặt vừa nữa. Cái này mà em 65kg là em mặc ok lắm luôn á. Rồi sale cho mấy chị luôn. Ngố mặt cười nha mấy chị, nhiêu ký cũng mặc vừa hết. Rồi chị nào lấy quần ngố chốt lên giúp Hoàng là quần ngố nha. Quần ngố này là gọi là ngàn năm mới có lần. Đáng lẽ là 29.000 bộ á. 29.000 quần á. Lấy cho em hũ nha, ok. Lụa hàng không chị, LV hả? Với lụa hàng là LV gì ta? Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là quần ngố nha, nhiêu ký mặc vừa mà vải rất là dày luôn. Sale 25.000. Ô hối lộn. Một quần thì 25, hai quần á thì 45 xả luôn mấy chị. Hai quần ngố ok cho út sự nha. Cái này được ít lắm á, bà nào mua nhanh thì còn, chậm thì hết. Một bị hai quần hả? Rồi ok đúng rồi. Một quần thì tri ân cho khách á là. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng ok nè. Một bị và hai quần ngố đẹp ha. Ok nè, út sự hai quần ngố nè. Rồi chị Hoàng Huy là bốn quần ngố nè. Rồi chị nào lấy ngố nữa chốt này giúp em là quần ngố nha. 25.000 một quần. Hai quần là 45.000. Hai quần là 45.000 nha, chị nào lấy hai quần chốt em hai quần. Hai quần ok chị Tâm Võ. Lụa hàng chị đăng không chị? Lụa hàng chị chưa like mày. Hai quần ok cho chị Tâm Võ này. Thủ khô gà em. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là quần ngố nha. Một quần là 25.000, hai quần là 45.000. Chị nào lấy chốt Hoàng là quần ngố đi mấy chị, áo thun về cũng đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy quần ngố chốt Hoàng quần ngố. Còn chị nào muốn lấy bộ ngố mặt cười chốt Hoàng ngố mặt cười nha. Bộ ngố mặt cười nè mấy chị nè. Bộ ngố mặt cười 45.000. Còn mấy bộ nữa thôi. Còn bộ ngố cam với ngố đỏ thôi. Còn 2-3 bộ ngố đỏ với mấy bộ ngố cam nữa là hết. Ngố mặt cười nha mấy chị nha. Với còn một bộ xanh dương nữa mấy chị nè. Còn một bộ xanh dương nữa, chị nào lấy báo em nha. Xanh dương này. Còn một bộ ngố mặt cười xanh dương 45.000.
ngố mặt cười xanh dương 45.000 nha chị nào lấy chốt cho chú Hoàng, ngố mặt cười xanh dương. Rồi bây giờ Hoàng sẽ like cho mấy chị là cái gì ta, lụa hàng hả? Lụa hàng nè, rồi áo thun phơm rộng nè, cho chị có ri lụa hàng này đi em. Lụa hàng này á, Burberry trước đi, ấy là phân màu đó rồi hả, cái lụa cũng là cái cây lụa hàng đó mà phân màu ra hả. Rồi ok nè, rồi bây giờ Hoàng sẽ share cho mấy chị là lụa hàng nha. Lụa hàng tay cánh dơi nè, cái này nhiêu tiền, cái này hồi sáng đăng nhiêu tiền ta, để từ từ Hoàng xem mà Hoàng quên giá luôn. Rồi ok, 55.000 một bộ, 55.000 một bộ nha mấy chị nha. Lụa hàng là 55.000 một bộ, chờ Hoàng xíu. Đồ mới được rồi không? 55.000. 55.000 nha. Form này form bự luôn mà lụa hàng luôn. Rồi đây, chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Bộ này là tay cánh dơi đi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là chữ đen, có mẫu mặt luôn. Mẫu chữ đen cũng có mẫu mặt luôn nè mấy chị nè. Chữ đen nha, chị nào lấy chữ đen chốt Hoàng chữ đen đủ thứ kiểu hết luôn. Chữ đen nha, chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là chữ đen. 55.000 tay cánh dơi nha. Rồi đây, để coi thử cái quần là nhiêu ký mặt vừa nha mấy chị. Cỡ tầm là 60kg trở lại mặt vừa, 58kg đi cho chắc cú mấy chị, 58kg trở lại mặt vừa nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng chữ đen, chữ gu xì màu đen nha. Chữ gu xì màu đen, chị nào lấy chốt Hoàng nè. Chữ gu xì màu đen nha. Bộ hồng hot girl 20k, hai áo kiểu 25k giống kiểu bộ vô, chị lấy em một bộ là sao ta? Không em, không em, like bộ nào mua bộ đó chứ em hỏi gì chị cũng chịu. Rồi chị nào lấy bộ chữ đen chốt Hoàng bộ chữ đen nha. Rồi cái này là chữ trắng này, có một bộ chữ trắng thôi, pyjama cánh dơi 55.000. Rồi tiếp tục này, cái bộ này là bộ gì ta, chữ LV màu đen này. Chị nào lấy LV chốt Hoàng LV. Cái này 40kg em, đến 55-56kg thôi em, 57-58kg thôi, rộng gì đâu. Cánh dơi cho nên mọi người nhớ này, cánh dơi là nó thiết kế cái áo phải rộng mấy chị nha, nhưng cái quần thì là không có to. Mấy chị nhớ nha, cánh dơi mà, cánh dơi là cái, mấy chị thấy mẫu nó mặc chưa, mẫu mà nó mặc thùng thình như vậy nè. Mấy chị trước khi đặt hàng á, mình nhớ vô mình coi bài giúp Hoàng nha, mấy chị coi mẫu nó cũng mặc nè, nó cũng thùng thình như vậy nha. Tại vì đó là nó thiết kế cái mẫu áo là mẫu áo cánh dơi mấy chị nha, lưu ý giúp Hoàng nè. Đó, cánh dơi tay lửa cho nên cái áo nó thền thản vậy, nó có hai túi vậy nha mấy chị nha, nhớ lưu ý nha. Bên mình là không cho kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, Lê Kim Ngọc nghe nè, với lại Nguyễn Hiếu nghe nè, bên mình là Hoàng không cho kiểm hàng. Chị nào mình sợ mình cứ báo Hoàng hủy đơn đi, Hoàng xả cho, chứ không hàng tới rồi lúc đó nói chị ơi cho em xem hàng, mặc dù em lái trời làm chi có chuyện đó với chị, như vậy là mình đi ra shop mình mua. Rồi bi nha, chị nào lấy bi chốt Hoàng bi. Chị nào lấy Burberry chốt Hoàng là Burberry nè. Nó có cái Burberry trong đây nữa, nhưng mà nó là dòng cánh dơi, có hai túi nha mấy chị nha. Chị nào lấy xanh thổ cẩm chốt Hoàng xanh thổ cẩm nha. Like một bi đen, có bi đen với bi trắng luôn, hai túi hai bên, 40kg mặt vừa cho đến là cỡ tầm là 57-58kg mặt vừa nha. Rồi chị nào lấy chốt hay chú Hoàng cái này là màu nu nha. Chị Burberry, ok chị Hoa giấy Burberry 55.000. Các chị mượn bộ Burberry dễ thương quá ha. Burberry dễ thương lắm luôn á. Burberry nha. 65kg Hoàng có bán đồ 65kg mấy chị. Mình nhắm nhắm mình thích mình mua nha. Chứ mấy chị mà 65 đây nè. Ô Burberry tay dài cha rồi. Ở trong đây nhiều mỏ lộn xộn rồi, vừa tay dài tay ngắn tùm lum rồi. Burberry nè, tay dài chị Hoa giấy ơi. Ok mà chị em mua không bao giờ xem hàng chị ơi, em tin tưởng em mới mua, đúng rồi. Rồi chị nào lái chốt đi chú Hoàng nha, Burberry nè, tay dài bắt tiêu là chị Hoa giấy ơi. Còn cục bắp Burberry nè nữa không ta. Burberry nè, tay dài mà nó tay nó cộm mà gài nút lại nó dễ thương lắm luôn ha. Như cái tay em vậy đó, gài nút lại là nó như vậy đó. Chị lấy ha, chị Hoa giấy đồng ý lấy. Burberry nè, chị Hoa giấy đồng ý lấy. Bi đen ok cho Ro Sang Nguyễn, cho chị mở bộ bi đen cho Ro Sang Nguyễn coi đi. Bi đen ok cho Ro Sang Nguyễn coi nè. Bi đen ok cho Ro Sang Nguyễn coi nha. Đó, cái này thì lại cánh dơi, tự nhiên nó lộ cái bộ của chị Hoa giấy vô. Chứ cánh dơi có hai túi nè ha. Rồi ha, cái này là bi đen của Ro Sang Nguyễn nè. Mở ra coi chứ không là nó lộn tùm phèo hết. Bi đen ok cho Ro Sang Nguyễn nha. LV đen em, LV đen đâu rồi ta? Chữ LV đen đưa cho chị. LV đen ở dưới kìa. Rồi, đó không, tay em cầm. Đó là Gucci, cái đây với chữ là LV đen nè. Cho Ro Sang Nguyễn này, 55.000 một bộ nha. Đó, cái mẫu này là cánh dơi, tay lỡ, cánh dơi. Áo có hai túi, bi đen có còn không em? Hết bi đen rồi nha, hết bi đen luôn. Rồi đây, cái này là LV nè.
LV này, LV đen này. Burberry hả? Burberry cho Nguyễn Thảo hả? Burberry còn bộ màu này. Ủa chắc cái này sao có thằng này bộ thôi hả? Đâu hết rồi. Rồi cái này là Burberry của Nguyễn Thảo là nó như thế này nè, em có chịu không? Burberry của em là như vậy chứ không phải là Burberry giống chị Hoa Giấy đâu. Nó lộ một bộ của chị Hoa Giấy vô thôi. Em có lấy báo chị nè. Ok thì báo chị chữ ok là chị biết em lấy ha. Bi đen hết rồi. Bi đen hết rồi. Burberry này nha, 58 59 ký trở lại mặt vừa thôi. Burberry này nha. Tự nhiên cái nó lộn kia, em lấy chị chốt chị Hoa Giấy luôn là xong. Ờ đó chưa. Hả? À cái gì mà lập thể hả? Có bộ bò luôn hả? Dễ thương hả? Bộ bò là hồi nãy có mẫu mặt đó. Rồi lập thể có mẫu mặt đó. Burberry này cho chị Hoa Giấy luôn. Bé kia nó không ok thì đưa chị Hoa Giấy. Đưa cho chị bộ xanh thổ cẩm đi. Chị thấy cái xanh thổ cẩm này cũng đẹp ghê ga gớm luôn á ha. Mặt sang ha. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là xanh nha. Chị nào lấy xanh chốt hoàng xanh nha. LV đen hết rồi em phùm bên sau không à. Cái này mỗi mẫu nó không bao giờ trùng mẫu đâu. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là xanh nha. Lập thể mà loại lụa này ha. Rồi ok đợi chị xíu chị lên. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh dễ thương quá Dung ha. Màu này ghét ha. Màu này không đụng hàng luôn tí ơi. Rồi chị nào lấy xanh chốt hoàng là xanh nha. Nè có hai túi hai bên cánh dơi nha. Chị nào lấy xanh chốt hoàng xanh có một bộ duy nhất màu xanh nè à. Còn túi đựng quần áo không chị còn em. Rồi chị nào lấy xanh chốt hoàng xanh nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh lên giúp hoàng. Rồi cái chữ này là chữ đì ô nè. Chị nào lấy đì ô chốt hoàng đì ô nha. Cái này là đì ô. Cái mẫu này là cái chữ đì ô. Rồi cái mẫu màu đen kia là chữ gu xì. Đầm lâm chữ hết trơn á, không thiếu chữ gì. Cái này đì ô nè. Cái này gu xì nè. Bi trắng nè. Rồi cái này là màu kem nè. Rồi chị nào lấy màu kem chốt hoàng màu kem. Ủa Burberry còn bộ. Trời ơi chết cha rồi. Rồi mấy chị chấm bài lại giúp hoàng đi. Hàng qua mẫu mấy chị. Màu kem ok cho chị tâm vỏ nè. Màu kem cho chị tâm vỏ nè. Burberry em còn bộ mấy chị. Màu kem nè. Màu kem mà có chữ LV nha. Màu kem mà có chữ LV dễ thương nha. Không em ơi, Zalo là chị không có chốt đơn đâu em ơi. Zalo là cái trang cá nhân của chị mà. Chị không có chốt đơn trừ khi khách sĩ thôi. Rồi ok này, hay là bạn bè thôi em. Chứ không phải đó, không phải là cái nơi bán hàng của chị em. Gu xì đen ok, đậu Hà Lan 39 nè. Gu xì màu đen. Gu xì màu đen ok nè. Cho con bé gì ta. Gu xì màu đen cho con bé Ro Sang Nguyễn nè. Đi ô cho con bé Trần Thị Thảo nè. Gu xì ok cho con bé Trần Thị Thảo nè. Burberry cho con bé Trần Thị Thảo luôn nè. Trần Thị Thảo có 3 bộ nha. Đi ô, gu xì, Burberry. Hai cao nấm lá rừng ok chị Tâm Võ nè. Em còn bộ bi trắng nữa nè. Bi trắng nha. Đẹp ha. Rồi mang mấy cái bộ này lại cho chị đây. Cái này đẹp lắm á. Mà có ít thôi đúng không? Mấy chục bộ chứ nhiêu. Rồi chị nào lấy chốt hoàng bi trắng có chữ. Bi trắng là có chữ lớp lớp ở trong đây nè. Dễ thương lắm. Rồi ngàn năm mới có cái bộ này lần á tí ơi. Nè túi nè. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là bi trắng nha. Bi trắng ok cho chị Tâm Võ bi trắng nè. Rồi bây giờ nè. Trời ơi cái bộ gì dễ thương vậy. Dễ thương hả. Mặt bò dễ ghét vậy. Rồi chị nào lấy bò chốt bò nha. Bộ đó luôn mà bò. Chị nào lấy bò trắng chốt bò trắng. Giờ nó làm mấy bộ càng ngày càng phá cách tay cánh dơi nha. Cái cánh dơi lửng nha. Dễ thương chưa. Lửng tay cánh dơi. Chị nào lấy bò trắng chốt hoài bò trắng. Chị nào lấy bò trắng chốt bò trắng. Phôm 57-58kg trở lại mặt vừa mấy chị nha. 40kg-58kg trở lại mặt vừa. Chị nào lấy bò trắng chốt lên giúp hoài là bò trắng. Bò trắng nha mấy chị nha. Chị nào lấy bò trắng chốt lên giúp hoàng là bò trắng. Còn cái con này con gì vậy Dung? Bò trắng mấy chị nha. Còn bộ này con gì đây? Rồi mấy chị chốt lên giúp em là con gấu xanh đi ha. Chị nào lấy gấu xanh chốt lên giúp hoàng là gấu xanh nha. Lụa hè nha. Form này là 40kg cho đến 57-58kg. Mặt vừa tay cánh dơi nha. Tay lỡ cánh dơi. Chị nào lấy chốt hoàng là gấu xanh. Gấu xanh nha. Bộ đó có gấu hồng luôn nè mấy chị nè. Gấu xanh rồi nó có gấu hồng luôn. Có hai túi hai bên nha. Gấu xanh, gấu hồng.
có bộ bò màu hồng luôn nè mấy chị nè. Bò hồng luôn, bò trắng, bò hồng, gấu xanh, gấu hồng nha. Bò trắng, bò hồng, gấu xanh, gấu hồng, mấy chị chốt lên giúp Hoài. Rồi, có mấy bộ lập thể nè, lập thể mà dạng cánh dơi đó, có mẫu mặt đó. Rồi, bây giờ Hoàng Lai nè. Lập thể thì nó tùm lum màu hết trơn nhỉ. Lập thể màu cam. U mì hết rồi em, quần u mì bây giờ không có nữa, quần y mì hết trơn, không còn thấy nào. Lập thể nè mấy chị nè. Rồi cái này lập thể nha. Rồi chốt hoàng mã số 1 đi. Lập thể nhưng mà tùm lum hết á, không có màu nào giống màu nào hết trơn á. Trời đất ơi, sẽ like mất xỉu luôn. Chị nào lấy mã 1 chốt đi giúp Hoàng là mã số 1 nè. Cái này là có mẫu mặt luôn á. Rồi chị nào lấy mã 1 comment đi giúp Hoàng là mã số 1. Cái này mã 1 nha, lập thể đó. Mã số 1 chốt đơn đi giúp Hoàng. Rồi cái này mấy chị chốt đi giúp Hoàng là mã số 2. Chị nào lấy mã 2 chốt mã 2. Chị nào lấy mã 3 chốt mã 3. Lập thể mà lụa hàng nha. Rồi. Nó tùm lum hết á. Trời chắc chốt lập thể thôi chứ còn còn mà biết cái màu chi đâu. Nói chung nữa đó. Lập thể đó, có được ri lập thể mà lập thể không à. Lụa hàng nha. Thôi chốt lập thể đi. Lập thể nhưng mà nói lập thể này, lập thể kia, lập thể tùm lum hết á. Rồi Hoàng qua cái mẫu này nha mấy chị nha. Qua mẫu này đi mấy chị thích áo thun Hoàng lên áo thun. Thiệt con cứ làm thế lên nữa. Ok này, mã số 2 ok cho Kim Sang. Mã số 2 ok cho Kim Sang nè. Mã số 2 ok nè cho Kim Sang. Là mã hồng này đúng không? Mã số 2 này màu hồng đúng không? Kim Sang cái riết chị quên mất tiêu. Bộ ngố lên rồi em. Cho em 3 bộ trăm nhé. 3 bộ nào á cho Sang Nguyễn. 3 bộ trăm là 3 bộ vôn đó hả? Vôn lẫn đó hả? Ok ok cho Ro Sang Nguyễn nè. 3 bộ trăm là 3 bộ vôn lẫn này. Lập thể màu xanh hả? Màu xanh nào em? Mã số 2 hả? Mã số 2 là màu hồng đó luôn hả? Màu hồng đó. Ok nè, mã số 2 nè là màu hồng. Ok cho Nguyễn Tung nè. Lập thể mã 2 là hình như nó giống hơi màu hồng. Đúng rồi chị hả? Rồi ok. Lập thể này là lập thể màu xanh. Em mới lên xem ngố với. Cho em lập thể màu tối á. Úc Thảo là màu tối là màu này đúng không? Lập thể màu xanh tối đúng không? Xanh tối với xanh sáng nên mấy chị cho dễ chốt ha. Chứ giờ tùm lum hết rồi không biết đường. Lập thể màu xanh tối này nè. Rồi có mẫu mặt luôn đó. Đúng không? Kì cái đơn này đi cô lấy là mai cô tải. Rồi ok nè. Cái này là Úc Thảo này, một bộ lập thể màu xanh tối nè. Cái này là màu xanh sáng nè. Xanh tối rồi, cái này là xanh sáng rồi. Có là bộ lập thể màu cam hay sao? Cho chị hữu cù là xanh. Một cặp gối hơi hai vụ có màu đỏ đôi nha em. Dạ rồi ok chị. Cái này là xanh sáng nè. Còn mẫu kia là xanh tối nha. Xanh sáng ok nè. Xanh sáng cho Trần Thị Thảo nè. Rồi có lập thể màu cam nữa. Một triệu 872 ngàn của Trường 60 ngàn hôm qua. Còn 1.812 ngàn. Cái này là màu đỏ này, lập thể màu đỏ này. Chị nào lấy chốt hoặc là lập thể màu đỏ nha. Còn có 5 ngàn lẻ lấy đỡ đi. Đơn sao trời. Rồi chị nào lấy chốt hoặc là lập thể màu đỏ này. Cái này là màu đỏ với màu nâu phố với nhau nè. Hả? Cô lon nữa 7 ngàn. Thôi thôi mày đừng có rảnh quá Dung à. Cô Dung đúng mày người ta nói tiếng người á. Cô lon với em. Bỏ này vô cho cô. Cho em xem chị em. Sao em xem gì em? Cái đơn đó để mai cô tả luôn. Giờ tôi coi cái mũi gì nữa, chốt cái đơn đó để cô vậy. Rồi ok mấy chị nè, bây giờ Hoàng qua cái mẫu này nha. Lập thể số 2 màu hồng á hả? Nguyễn Hà hả? Cách mới hả? Hết. Lập thể số 2 màu hồng hết. Lập thể số 2 màu hồng hết. Em ơi em xách cái đồ của màu tím cho chị một set hả? Lập thể màu cam hả? Màu cam là cái màu em chốt luôn đó. Cam phối với xanh chứ lập thể mà. Rồi ok nè. Giờ công pho màu tím đó, còn em xích cái bị Yến Huệ ra đi em. Chứ nó khỏi lộn chương chỉ đà trào đồ đó. Có màu tím không? Cho chị Nhung Ngọc một set công pho màu tím. Rồi còn 2 set công pho màu tím cho chị Nhung Ngọc một set công pho màu tím đi. Rồi cái này là màu cam thì nó phối chung với màu xanh. Mới đầu chị tưởng là khác nhưng mà nó là một, có tại lập thể mà. Nó là lập thể mà. Đó cam là nó ở giữa cái miếng màu xanh nên nó mới gọi là lập thể, nó tới 5 màu lận. Lập là đến 5 màu lận chứ phải một màu đâu. Nên đọc màu nó khó lắm.
Đó, cái này là xanh tối thôi, còn cái kia là xanh sáng thôi, mình đọc đại gì chứ. À, cái này là có mẫu mặt luôn nha, 55.000. Rồi xong nha, hồi qua mẫu này nha mấy chị nha. Dạ rồi, một set 3 bị, ok chị Nhung Ngọc. Bây giờ em có cái mẫu gấu nữa nè. Cái này em chưa đăng bài, mẫu này em chưa đăng bài. Lập thể màu cam, ok chị Nhung Ngọc, Ngọc Nguyễn nè, 55.000. Bộ bông hồng ngay chân chị, em xem. Bông hồng ngay chân chị đâu? Bông hồng ngay chân chị đâu? Đâu có đâu. Xanh lập thể ok. Xanh sáng hay xanh tối Nguyễn Xuân ơi? Xanh sáng hay xanh tối em? Cái bộ gấu này đẹp chưa? Bộ này có mẫu mặt luôn, dễ thương lắm. Bộ này chị nào chia sẻ livestream Hoàng có ít, Hoàng bán tri ân cho mấy chị luôn. Bộ này là giá 65.000 mà Hoàng ôm được xưởng bán, thích lắm. Bộ này có mẫu mặt luôn, để từ từ Hoàng cho mấy chị xem hình nha. Chờ Hoàng xíu Hoàng cho mấy chị xem hình. Bộ này đẹp lắm nhưng Hoàng sẽ bán cho mấy chị là tri ân. Cái chị mua chia sẻ livestream. Một cái bộ lập thể màu xanh tối ok cho Nguyễn Tuân nè. Nguyễn Tuân là em lựa cho Nguyễn Tuân một bộ lập thể xanh tối đi em. Cái gì em? Bộ đó hình như có bộ một kem có hai bộ chốt, một bộ còn một bộ dư em. Em có một cái gì ta, có một cái bộ lập thể màu xanh tối lấy cho bán Nguyễn Tuân đi em cho khỏi lộn. Rồi mấy chị này đợi Hoàng xíu nha, cho mấy chị coi cái bộ này dễ thương lắm. Mấy chị chờ Hoàng xí coi xíu xìu xìu coi. Bộ gấu này dễ thương lắm nè. Để Hoàng cho mấy chị coi hình nha. Nói chung là cái kiểu như vậy mấy chị nè, kiểu như vậy nha. Nhưng mà bây giờ ở hình ai biết, bà xưởng bà gửi hình mà hình đâu lạc mất tiêu rồi. Hoàng sẽ tri ân cho mấy chị giá sốc luôn, bộ gấu nha. Giá sốc đối với chị nào chia sẻ livestream bông hồng nền tím ngay chỗ chị ngồi á hả? Cái đó là bộ vô nè, chị bán là 100.000 ba bộ, một bộ 35.000 chứ không có chốt màu. Không có chốt màu hết luôn Nguyễn Hiếu. Tri ân luôn, 45.000. Đã luôn, 40kg nha. Đến, nói chung là chị nào cao thì mình có thể tới 65. Nhưng mà chị nào lùng thì mình cỡ 60kg trở lại, 58kg trở lại, 55kg trở lại giúp Hoàng nha mấy chị nha. Nhìn cái form quần này, mình nhìn chất, nhìn form xong mình đặt hàng giúp Hoàng nha. Rồi đây, bộ này là bộ gấu. Bộ gấu thun lạnh 3D, mẫu mới vừa về luôn. Rồi Hoàng tri ân cho mấy chị luôn. Giá 45.000 một bộ luôn, 45.000 một bộ nha. Vừa là chữ vừa là gấu, mặt rất trẻ và rất dễ thương luôn. Rồi tri ân cho mấy chị là 45.000. Gấu xanh, cái này là gấu xanh biển nè. Cái này là gấu xanh biển nha. Rồi có gấu hồng nè và gấu xanh lá. Có ít thôi, tri ân nhanh cho mấy chị xong qua mẫu. Tại cái này gom được có mấy chục bộ à. Cái gì em? Xanh á, xanh mà màu tối á. Ok, đợi chị xíu đi. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Đây, cái này là chữ màu hồng nè, chữ con gấu màu hồng nha. Rồi màu hồng vừa lai là xanh biển nha. Rồi tiếp tục Hoàng cho mấy chị xem xanh lá. Chỉ có mấy chục bộ thôi, chị nào chốt nhanh thì còn, chậm là hết nha. Hàng này Hoàng xả luôn 45.000, rất đẹp luôn, không bao giờ có luôn. 40kg, 60kg mang vừa, rất đẹp luôn nè. Cái này mấy chị chốt Hoàng là xanh lá luôn, ba bộ ba màu cũng vẫn rất là đẹp. Có 100, mua ba bộ đúng không, có 145.000 rẻ luôn ha, mà dễ thương ha. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Rồi cái này là xanh lá mấy chị nè ha. Bộ xanh lá ok cho chị Bình nè. Bộ gấu màu hồng chị Võ Hằng. Rồi cái này là xanh biển nha, chị nào lái chốt đi giúp em, kèm xanh vô giúp em. Lát em thêm ba bộ chị ha, ba bộ có 100 em mua đi, đẹp lắm. Đây, không bao giờ có luôn em, cuối năm xưởng nó sale mà chị còn sale bạo hơn nữa. Cho em xem bộ vô nó ok. Đây mấy chị nè, đã chưa? Cái này là xanh, này là xanh biển hoặc xanh ngọc giúp Hoàng nha. Rồi, xong màu hồng với màu xanh lá, 45.000 bộ thôi. Rất rẻ luôn mấy chị, không mua là hết cơ hội luôn. Bộ vô này là 100.000 ba bộ, 40kg mặc vừa, 65kg cũng mặc vừa vì nhờ nó cái nhúng này nè, mặc đã lắm. Một bộ 35.000 mà ba bộ là 100.000. Không có chút màu mấy chị, nói chung là nó ba bốn cái màu gì đó, màu hoa, màu xanh rồi hoa màu tím, hoa màu hồng, hoa tùm lum tùm lum. Nhưng mà cái này Hoàng sale lỗ nên không chốt màu mấy chị nha. Nhưng mà về cái hoa nào cũng đẹp, chất thì rất là xịn. Nè, quần là quần 7 tấc luôn á, chứ không phải là quần lửng ngắn đây đâu, quần tới dưới đây luôn. Rồi bộ này nó đẹp thấy má luôn á. Rồi ha. Rồi cho Kim Quyên là ba bộ tầng đi em. Kim Quyên ba bộ tầng là 100.
Rồi chị nào lấy bộ gấu chốt gấu đi giúp Hoàng mấy chị đi. Gấu kèm màu vô có 45.000 bộ thôi, siêu rẻ luôn. Gấu xanh biển ok cho trang tây nè, gấu xanh biển cho trang tây, gấu hồng, gấu xanh biển, gấu xanh lá, cái nào cũng đẹp hết, được có 20-30 bộ chứ nhiêu. Hàng này không có đâu mấy chị. Gấu hồng, chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Nè bộ gấu màu hồng nè, cưng không, trời ơi quá đẹp luôn. Bộ có bộ đùi không chị? Không em, lần này về lô lửng thôi. Tết người đùi không có em, Tết đồ đùi nó cũng người ta cũng ít chuộng, đồ đùi Tết người ta cũng ít chuộng lắm em. Không không em ơi, hay nói chung là mọi người khoảng có bao 6 mấy ký đâu, cuối năm rồi á, khách mới bao 6 mấy ký phiền á mấy chị, lỡ mà cũng vừa rồi khổ lắm rồi nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là bộ lửng nha, một hồng một xanh biển ok cho di diện này, có 45.000 bộ này. Một hồng này, một xanh biển ok cho di diện này. Đẹp ha, đúng ha, ha 45.000 nó rẻ ghê, thương lạnh 3D này chứ, chất vải thì nó đẹp miễn chê luôn, bán mà Hoàng nó thiệt chứ. Lấy em bộ gấu hồng đoan ngọt này, đoan ngô này. Rồi khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha mấy chị nha, nhớ là Hoàng không có cho xem hàng trước khi nhận hàng đâu, chị nào sợ bị lừa thì mình hủy đơn giúp Hoàng ha, không có vấn đề gì hết chứ không là. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng nha, Hoàng cho mấy chị xem lại xanh lá. Em thêm 3 bộ vô là 6 bộ nha chị. Cơ sở tính nhân em cứ nghe lời chị đi, bộ đó là đẹp xuất sắc là chị nó xuất sắc ha. Nửa năm hộp nha chị, ok 3 bàn. Thiệt luôn á, cục nghĩ sao cái bộ như vậy mà 45.000 mấy chị. Em không tin luôn, Hoàng bán mà Hoàng không tin luôn. Mấy chị biết là lúc đầu á, bà xưởng á, khi mà đầu á, đầu mùa ra cái bộ này nè, là bà bỏ sỉ á, là 59.000. 59.000 thì tụi Hoàng về có bán rẻ cũng phải bán 65.000. Mà bây giờ bán có 45.000 bạc thôi. Phơm quá rẻ, cái này là màu xanh lá nha. Hoàng nói vậy thôi chứ nó là xanh này nè. Nó phối nhiều màu đây, nhưng mà Hoàng gọi xanh lá gì cho phối nhiều màu đây má ơi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng xanh lá, hồng, xanh biển. Rồi xong chốt đơn qua mẫu nha. Cái bộ vôn đó có còn nhiều không em? Bộ vôn hết hả? Bộ vôn đẹp quá ha. Hết rồi hả? Cái bộ đùi trên canh là bộ gì vậy Dung? Cái mẫu đó mẫu mới hả? Mẫu đó hôm bữa em có 2 bộ bông xanh rồi, bây giờ mua 3 bộ khác nha. Chị đâu có biết đâu em, bây giờ là chịu á. Chịu. Chị cũng không biết nữa, nói chung là lỡ nó trùng thì em phải chịu à. Chứ còn mà nếu như vậy thì không có lựa được em. Bây giờ là chị cũng bán ngẫu nhiên mà. Em nhận hàng chốt vải nó đẹp rồi. Bộ đây là bộ gì vậy trời? Dung đem cái bộ tem cái canh xuống chị coi ở đâu lòi ra bộ đùi hay vậy? Bộ đùi mẫu gì vậy? À, bộ đùi này là bé cũng mặc vừa. Cái này á, là 30kg trở lên là mặc vừa. Ủa, cái này bé nhỡ nhỡ à. Hoặc là đứa nào ốm ốm. Cái này là bé nhỡ nhỡ hoặc là chị nào ốm ốm nha. Cái này là nói chung là bé tầm cỡ 30kg, 27-28kg, 30kg à. Cho đến chị nào cỡ 4 mấy ký à, 45-47kg à nha. Nói chung là 30kg đến 45-47kg mặc vừa. Rồi hàng tri ân cho mấy chị là 25.000 bộ không có lựa màu. Một bộ 25, một bộ 25, hai bộ 25, ba bộ 25. Chứ không có chốt màu nha mấy chị nha, hàng xả lỗ rồi không có chốt màu. Tại có ít chứ hàng xả lỗ luôn. Cái này nhập vô là 28.000 này, giờ xả có 25.000. Bộ này đáng lẽ là bán 32.000 hoặc 35.000. Mà giờ xả mấy chị luôn nên là 25.000 bộ mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Cái này hàng không có chốt màu luôn mấy chị. Lại nếu như mà like lựa từng màu một có là 29.000 á. Còn nếu như mấy chị chốt ngẫu nhiên một bộ 25, hai bộ 25, ba bộ 25 gì đó ha. Tại có ri mà, ngồi lựa mà nó nhiều màu lắm. Một ri 10 bộ 10 màu, không lẽ like 10 màu. Đó mấy chị coi đi, không lẽ ngồi đây la hết 10 màu chết luôn đó. Đó, thấy chưa? Nên là không có like được. Em thêm bộ xanh lá Cà Mau. Bên chị là không cho xem hàng trước khi nhận hàng nha em nha. Mà mua đơn 100.000 bên chị mới lên đơn nha em nha. Đơn ít quá không đủ đơn là bên chị không có chốt gửi được. Rồi bộ đó mà trừ người béo thôi Dung ha, cái bộ mà thun 3D á mọi người, em nói thật là chỉ trừ người béo thôi, chứ còn không béo là ai mặc cũng vừa hết, tại vì nó là chất thun mà nó có độ co giãn mà, từ khi béo quá Dung Hoàng nè mấy chị không có khó mặc đồ. Bộ đó 49kg mặc được không chị? 49kg thì nói chung là sợ nó riết á, nói chung là chị sợ nó giật. Nói chung ở phần nhúng này nè chị không biết nữa, tùy à, có cái nhúng thì nó cũng được đó. Nói chung là ốm thì được, nói chung là ốm thì được, chị chỉ biết vậy thôi à. Ốm là được rồi. Trời ơi cái này sao đẹp quá vậy? Áo thun mà về đẹp chứ hả? Áo thun mới về đấy hả Dung? Áo thun mới về đẹp ha. Áo thun mới về đẹp xuất sắc vậy. Ê cái gì mà có búp bơ rì đẹp chứ hả Dung?
búp bơ rì đó, cái ly búp bơ rì đó dễ thương dữ vậy. Chị một lốc dầu thái nhỏ, ok chị Phương Dung. Em đuối quá, hàng này nhiều quá mà em đuối quá. Búp bơ rì dễ thương ha. Rồi mấy chị, áo thun mấy chị có muốn em like không? Em like cỡ thun dễ thương nè. Cái thun dễ thương muốn xỉu vậy. Trời ơi, đã ha. Thun bây giờ ha, em bán ngẫu nhiên luôn 100 ngàn. 4 áo thun chị nào lấy thì chốt, em quăng đại 4 cái 4 kiểu nữa thôi à. 100 ngàn 4 áo thun, 100 ngàn 4 áo thun, chị nào lấy thì chốt, em áo thun thái không à. Chị nào lấy thì chốt nha. 100 ngàn 4 áo thun, 100 ngàn 4 áo thun, áo thun thái nha, em xả luôn đó. Hàng mới vừa về tất thì nha, em xả luôn. Vào thái nhỏ hả? Ừ đúng rồi. 100 ngàn 4 áo thun nha mấy chị, có nhiều màu. Có nhiều màu hả? Cái nào nhiều màu vậy? Cái này là 100 ngàn 4 áo, chị nào lấy thì chốt trước Hoàng nha. Nhiều màu lắm, Hoàng cứ bóc đại ngẫu đi, tùm lum màu hết mấy chị, cho mấy chị coi mấy kiểu nha, chị nào thích thì chốt. Còn đợi Hoàng lai lẻ thì 28 ngàn áo. Đợi Hoàng lai lẻ thì 28 ngàn áo. Không, áo thun thôi à, áo thun kiểu thôi chứ không có về áo kiểu đâu. Áo kiểu bữa chị xả lỗ hết rồi còn về chi nữa. Dầu là tính ra là 12 ngàn chai đó, nhiêu tiền lóc vô. Nói chung là tùm lum hết, nói chung là tùm lum hết. Áo thun là bây giờ là có được 200-300 cái gì đó. 4 áo thun thái nha. Ủa ok chị Lan Phương. Hả? 144.000 lóc nha. Ôi lâu quá mới thấy chị Lan Phương. Giờ lâu quá rồi em mới thấy chị luôn á. Trời ơi, em nhìn avatar em vẫn nhận ra chị Phương luôn á nha. Ghê không? Ai cũng không nhận ra mà chị Phương lại nhận ra luôn. Đây 100.000 là 4 áo thun thái nha. Còn chị nào mà muốn đợi Hoàng Lai lựa từng màu á là 28.000 một cái. Chứ giờ nó nhiều màu lắm, nhiều màu và nhiều kiểu, rất là nhiều màu và nhiều kiểu ở trong đây nha. Cho nên là khi like lựa từng màu á là à, dạ ok chị cho em địa chỉ luôn đi. Bộ hồng quần dài hot girl hết luôn rồi hả chị? Bộ dài mà quần hồng hot girl là bộ nào em? Bộ nào? Thơ Thảo, bộ quần bộ hồng mà quần dài là bộ nào ta? Bộ nào mà bộ hồng quần dài hot girl đúng không chị? Hồng hot girl không biết luôn, giờ em hỏi chị cũng không biết, mà nhân viên nó có biết không chị không biết luôn. Cái bộ mà chị xem 20.000 á hả? Dưới 55 kg mặc vừa thôi, dưới 55 kg mặc vừa. Bộ hồng này sale luôn này, 20.000 nha, bộ hồng hot girl này. Hai cái đầm ở trên đó 35 kg đến dưới 55 kg mặc vừa. Bộ hồng hot girl đây, còn mấy bộ hoàng xã giá 20.000 bộ. Cái này là khách sĩ dặn rồi nhưng mà khách sĩ không có lấy nên hoàng xã luôn này mấy chị nè. Nhưng mà khi mình mặc á thì nó sẽ hở một xíu nha. Lai áo thun thái đi chị hả? Có quần ô vị không không em? Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Bộ hồng này sale luôn 20.000 bộ luôn. Còn mấy bộ là hàng xả luôn 20.000 nè. Cái áo nó sẽ hơi rộng tí xíu cái phần ngực á. Mình về mình điều chỉnh lại ha. Cái bộ này là trước là 65.000 nhưng mà giờ hàng xả luôn cho mấy chị luôn. Đó chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Em hai bộ hồng ok này, cơ sở tính nhân này. Nói chung là đẹp lắm luôn á, nhưng cái phần ngực nó hơi bị kiểu như nó hơi rộng tí xíu á, mình chỉnh sửa có tí xíu thôi. Rồi ok cho lạnh tuyết này. Cái này hoàng xả lỗ luôn nha. Còn hai bộ nữa này chị nào lấy chốt Hoài, cái này hoàng xả lỗ thôi. Form này dưới 55 kg mặc vừa, bộ hồng mặc đẹp lắm hả? Cũng vậy luôn hả? Ê chị không phải hot girl nên chị ngu quá chị xả. Áo có mút ngực đàng hoàng luôn. Áo là có mút ngực đàng hoàng luôn nha. Xịn lắm luôn á. Quần này nghĩ sao bán cái quần không cũng được 20.000 rồi, mắc mớ chi bán nguyên cái set bộ nè. Nè đẹp chưa, form 57-58 kg trở lại mặc vừa nha, 57-58 kg trở lại mặc vừa. Hoàng còn hai bộ hồng nữa, sale 20.000, xả luôn chứ không phải là sale nữa, xả luôn đó. Còn hai bộ chị là lấy chốt đi giúp Hoàng. Một bộ hồng ok cho Di Diệu này, mua cho em gái hả, mà rẻ lắm luôn á chị, xả hết luôn rồi. Cái này là Burberry hả? Dễ thương quá vậy. Burberry giá mấy? Gửi về địa chỉ. Dạ rồi ok chị Lan. Một bộ hồng ok cho Ngân Kim. Nhưng mà giờ chị Lan, chị Phương nhiêu ký? Bây giờ chị Phương nhiêu ký? Cho em bây giờ em béo hơn rồi. Bây giờ á hả? Em nhớ lúc đó em đi học đúng không? Là 50, em bình thường là em cỡ 52, 53 kg á, lúc lên đỉnh điểm 54 kg, và bây giờ là em là 69 kg á.
lâu quá rồi em cũng không có. Em năm vừa rồi hả, họp lớp á, em tính là hả đi với anh Hiếu vô, mà lúc đó là em thấy em sắp mang bầu giao tay á, cái em thấy em xấu xí quá em chẳng dám đi, em đợi năm nay nó lớn thử coi là thử là trường mình có tổ chức hợp cựu sinh viên không á, khoa mình có tổ chức hợp cựu sinh viên xong rồi em vô. Lần đó anh Đông với lại cô Trang nhắn tin cho em cũng nhất quyết là đi rồi đó, mà em thấy em béo lắm sao em không đi. Hồng 20 hay 25 gì chị, 20 em xả luôn 20 ngàn. Rồi bộ Burberry mấy chị, bộ Burberry này giá mấy gì dung, bộ này treo lên vô, Burberry này giá mấy gì dung, Burberry này giá mấy gì, bộ Burberry này đẹp quá vậy mà giá mấy đây, Burberry bộ đẹp gì dữ vậy, mệt có mày ghi ra tờ giấy đi chứ mày nói tao đây chứ mà có xạo mày. Rồi bộ Burberry mấy chị này form đẹp quá ha. Bộ Burberry này 60kg, giờ chị 60kg hả? Nhưng mà sao em thấy chị lên hình nó gầy quá vậy? Em là bây giờ em còn béo hơn chị hồi xưa luôn. Bây giờ em 69kg luôn, giờ em không dám vô luôn. Giờ mà em vô chắc mọi người nhận ra em chắc chết liền á. Chị nhìn thấy em quá khác hồi đó không? Giờ chị thấy em béo thù lù không? Đẻ hai đứa là béo lên mười mấy ký luôn. Hôm nay dịch giả quá chứ không, trường mình cũng tổ chức gặp cựu sinh viên hả dạ? Trời ơi, em nhớ hoài cái con đường bờ kè xe u, nhớ hoài cái con đường có những hàng cây. Dù gì cũng suốt cả một khoảng thời sinh viên dài 5 năm, dịch ở nhà lên thêm mấy ký. Giờ trường mình cũng đâu có đến trường luôn hả chị? Mà chích vaccine hết thì đi học lại được mà chị. Chắc ra Tết hả chị? Em thấy trường mình càng ngày càng thay đổi đẹp quá ha. Thấy có cô Hương là trẻ hoài luôn. Burberry mấy chị, hoàng xã mấy chị luôn nha. Chị nào chia sẻ live stream hoàng xã luôn mấy chị là 45 ngàn luôn. Burberry nè, hàng xã mấy chị 45 luôn. Qua Tết học lại đó hả dạ? Chắc em cũng phải đi học lại luôn quá. Rồi Burberry màu nâu với Burberry màu tím, hàng xã mấy chị 45 luôn. Xã mấy chị 45 ngàn luôn nha. Có thằng Tri thôi, hình con gấu đẹp, màu tím với lại màu màu nâu, dưới 60kg mang vừa. Dưới 60kg mang vừa nha, chất vải thun 3D nên hàng xả luôn cho mấy chị luôn nè. Chất nè, nhìn nè mấy chị coi cái form nè. Dưới 60-62kg là mấy chị mang vừa, đừng có lùn là mang vừa. Rồi Burberry nè có màu nu, Burberry nè hồi có màu tím nè, Burberry màu nu, Burberry màu tím, có Burberry màu hồng. Rồi, rồi có Burberry màu hồng hoặc mấy chị comment gấu cũng được. Rồi có Burberry màu reo luôn, Burberry màu reo. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoài nha, màu reo, màu hồng, màu tím, màu nâu. Reo, hồng, tím, nâu, chị nào lấy chốt đi chú Hoài. Nói chung là phải nghe máy em, chứ lỡ hàng tới rồi bưu tá gọi rồi em không nghe máy, rồi hàng nó cũng hoàn về như thường em ơi. Giả tỷ là giờ em không có nghe, thà là em biết chép tin nhắn. Giả tỷ là bưu tá mà nó gọi cho em không được, nó liên hệ cho chị á, thì chị còn biết đường chị liên hệ với em. Chứ em không biết chết tin nhắn mà em còn không biết là không nghe máy nữa là thua luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là Burberry nha. Burberry kệ màu vô. Cho em coi đầm màu trắng treo ở trên, đầm màu trắng là đầm nào Dung? Mình có đầm màu trắng nào đâu, đúng không? Em đâu có đầm màu trắng nào đó. Burberry màu hồng, bộ một Burberry màu tím nha. Rồi ok chị Lan Phương. Màu tím nè với màu hồng nè. Ok chị nè. Màu tím, màu hồng ok nè. Rồi bây giờ mấy chị muốn em lên gì nữa em lên, còn không thôi em nghĩ em đuối quá nên em bị cảm cúm. Chứ chưa phải cảm Covid nha Dung nha. Mày thấy chị ác xì mày sợ mày trốn ấy. Dù gì thì tao mày cùng lên trên đó chứ có cái gì đâu. Nó cách ly tao rồi đấy. Thun Thái hả chị? Đúng rồi. Cái gì? À, đúng rồi, cái đó là thun Thái 3D á. Bộ đó thun Thái 3D. Áo thun nó hả? Trời ơi, áo thun lai cực lắm nè. Áo thun nó nhiều mà. Cái đó là áo thun hết á hả vô. Hay cái chi đó bộ chi chi quá trời đó. Xét bộ thiết kế còn nữa không chị? Xét bộ thiết kế là chi em? Em mới tạo Facebook lại mà sao nó không cho vô Messenger nữa chị hả? Ai biết? Phải chi mà em biết chép tin nhắn á, thì nhiều khi em không nghe máy bưu tá, chị còn có, chị còn gửi số bưu tá qua cho em liên hệ lạc được. Còn nhiều khi em không có biết chép tin nhắn này, lỡ bưu tá nó gọi không được rồi chị liên lạc em không được là nó hoàn luôn, nó hoàn về luôn.
giờ mà lai ốc thu cũng lâu lắm, ốc thu cũng nhiều mà ốc tùm lum lên lai biết chemo cho xong. Lai chemo dạ có đồ thu bé trai dạ không, năm nay thì em không có đồ bé trai gì hết trơn á, năm nay đồ cũng bị hiếm lắm, năm nay đồ cũng bị hiếm, chị muốn mua mấy bộ cho con chị hả? Chị bé trai không hả? Em bé gái không à? Em hai đứa con gái không à? Anh Hiếu ảnh nói là sắp đuổi em ra khỏi nhà đó, ai biểu đẻ vịt trời không, ổng sắp đuổi em ra khỏi nhà luôn á. Bây giờ anh Hiếu anh giỏi lắm á chị, bây giờ anh Hiếu anh giỏi lắm, bây giờ anh cũng hiền lắm á chị, hiền lắm, anh giỏi lắm, mà anh cũng béo luôn chị, hai thằng á, còn em là hai con. Bây giờ anh Hiếu anh cũng hiền lắm chị, mà anh giỏi lắm. Ờ gì ta, bây giờ mà áo thun lai lâu lắm nè, áo thun lai lâu lắm, áo thun lai lâu lắm, lai từng mẫu lâu lắm. Ê mấy cái bộ đó là gì á Thảo, quăng quăng lại giúp chị cho Thảo. Cái đó là gì đó? Cái đó là bộ hay áo hay đồ đồ đùi? Còn cái kia, còn mấy cái đó, mấy cái này vừa mới rờ vô á. Cái này đầm ngủ nè, có đi đầm ngủ. Đi đầm ngủ. Còn mấy cái ở dưới? Bộ luôn hả? Bộ gì tùm lum hết chị? Hôm qua chị hỏi chị xong không xem tiếc ghê hả, lấy em hai áo thun thái 25k, lấy màu không hình một bộ 45k màu đen treo, 45k màu đen treo là Burberry màu nâu quá hả, Burberry màu nâu ok em nè, Burberry màu nâu ok em. Áo thun thái là chắc bây giờ like quá, áo thun thái chắc like cho mọi người lựa từng màu quá. Cái này là gì đây? À, cái này là đầm lụa, cái này là đầm lụa hàng, cái này là đầm lụa hàng, dễ thương ha. Nhưng mà form này như ký mặt vừa, form này cỡ tầm 55-56 ký mặt vừa, 55-56 ký mặt vừa, sale 29.000 luôn, 29.000 luôn nha. Đầm lụa hàng, chất vải là lụa hàng, 29.000 luôn nha. Form này là cỡ tầm là 55-56 ký, 57 ký trở lại thôi, 57 ký trở lại mấy chị, mà lụa hàng nha, lụa hàng. Rồi nó có cái điểm nhấn một chút dễ thương ha. Đầm 29 nha, ok cho chị Nhung Huyền nè. Cái này lụa hàng nó đẹp lắm á. Ok chị Nhung Huyền một cái đầm nè. Cái đó là caro nha, caro màu đỏ. Đây, rồi em có cái này là caro màu vàng có một cái nữa. Caro màu hồng em có cái nữa. Rồi vàng con Mickey một cái. Caro màu xanh biển nè, màu xanh ngọc luôn. Rồi, con chuột Mickey luôn, đủ màu luôn mấy chị ơi, có bà có ri à. Chắc có ri bà sưởng bà tri ơn trang. Vàng ok này cho chị Nhung Huyền nha, 29.000 ok màu vàng chị Nhung Huyền. Á lộ màu vàng đây nè, caro màu vàng nè. Vàng đưa có vàng bích kinh qua cho chị. Rồi cái này là bộ màu, lấy đủ màu đi hả? Dạ cái vải lụa hàng em thấy đẹp á, hàng theo ri luôn. Mà ở đây nó có cái này đi xuống như vậy nữa nè. Đó, mà chất vải là lụa hàng xịn ha, đẹp cực kỳ, em cũng không biết nhiêu ký mặt vừa nữa, tại chất này em không có độ được ký luôn á. Một vàng một đỏ ok cho Di Diệu nè. Rồi ok này, đủ màu cho chị Nhung Huyền nè. Một cái xanh ngọc ok cho bé Hoàng Thành Lam nè. Vàng vàng cho cơ sở tính nhan, vàng xanh gì đó, nói chung là in phiếu nha, chắc có ri à. Người nào chốt trước thì có, còn người nào không có thì thôi nha. Nước rửa tay 35 em. Ờ đúng rồi. Rồi tiếp tục là bộ bi gì đây? Cái này là cái bộ hay là cái gì đây? Không biết luôn. Đồ về tùm lum hết, không biết đường luôn. Ê cái này dễ thương. Bộ bi, bộ bi vải lụa luôn. Bộ bi vải lụa hàng luôn. Có bộ đồ lụa hàng không hay? Dạ có chị. Bộ bi lụa hàng luôn. Cái này là tầm 40kg đây, cỡ dưới 54kg mặt vừa. Ốm là mặt vừa mấy chị nha, béo là không có vừa, ốm là vừa giúp hoài nha. Cái này hàng sale mấy chị 28.000 luôn. Rồi bi nè, 28.000. Cái này là chị nào ốm thì mua nha. Đây, ốm thì mua, béo đừng có mua với bay là mặt không vừa bắt đền nữa. Đây, chị nào lấy chốt hoàng là bộ bi 28.000. Bi 28.000 nha, bi này là bi trắng này, hoàng có bi xanh nè. Hoàng có bi xanh nè. Ở đâu đó, cái hàng này hàng xốp nè, nó sale ra vậy á, có rồi đây à. Bi xanh nha, bi đỏ. Bi xanh, bi đỏ nè, hàng xốp nè mấy chị thấy không? Có rồi đây à, ở đâu bà sửa mà gom được á. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là bi trắng, bi xanh, bi đỏ. Rồi có bi màu này là xanh đậm nè. Xanh đậm có hai được, hai bộ bi xanh đậm. Có hai bộ bi xanh đậm nha.
Rồi có hai, có một cái này nè, cái này mấy chị chốt hoàng mã số 1 tại nó có một bộ à. Rồi xong, có ri à. Rồi chị nào lấy chốt đi với Hoàng là kề màu vô. Bi trắng, bi xanh, bi trắng đen nè, bi xanh ngọc nè, bi đỏ nè, bi xanh đậm nè. Cái này là mã số 1 nha. Một bi xanh, một bi đỏ, comment màu vô em. Xanh là xanh gì em? Xanh quá trời xanh luôn. Xanh này là xanh ngọc. Xanh này là xanh số 1 ha. Một mã xanh số 1 ok cho chị Ngọc Nguyễn nè. Màu đỏ là di diệu chị chốt nè. Màu đỏ là chị có chốt em một bộ nè. Nhưng mà màu xanh kia là màu xanh gì báo chị em nha. Ok di diệu nè. Bi xanh đậm vàng trắng nè. Bi xanh đậm nè. Vàng hả? Đâu có đâu. Trắng đen á. Chứ đâu có vàng đâu. Trắng đen. Trắng đen nha. Cho Sang Nguyễn nha. Trắng đen với xanh đậm thôi chứ đâu có vàng. Cái này đâu có vàng đâu. Rồi xanh ngọc ok. Di diệu là xanh ngọc ok em nè. Xanh ngọc ok nè. Một bi xanh đậm ok cho Minh Trân nè. Dạ rồi, để chị đưa mấy đứa. Bi số 1 bị hết rồi em. Soạn đơn gác cái đấy rồi, ok ok. Rồi bi trắng đen nha. Còn cái này là bi đỏ. Bi trắng đen, bi đỏ. Bi xanh ngọc, giờ chỉ còn 3 cái bi thôi. Bi màu đỏ ok cho ro xe nè. Bi màu đỏ cho ro xe ok nè. Rồi, cái này là dầu hoàn còn xanh ngọc. Tí gái lấy ok. Với lại bi trắng đen thôi mấy chị nha. Còn xanh ngọc với bi trắng đen thôi. 28.000 một bộ. Đẹp lắm. Cực kỳ đáng yêu luôn. Đây. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng Minh Trân cũng nói tí ghé lấy rồi Ngọc Huyền nghe. Em soạn đơn của Ngọc Huyền để sẵn đây. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi. Dạ dạ dạ. Tên Ngọc có hình như của Di Diệu hay sao em. Rồi. Rồi có một cái bộ này nè. Bộ này bộ dây. Ủa chết cha em ơi, rồi coi chừng nó có lộn bộ dây ở trong đó nha. Tự nhiên cái này lò nó thấy hai bộ dây nè, nãy giờ có bộ dây không trời. Coi chừng có bộ dây trong đây nè, coi cái bảng kia mới đúng nha. Giờ dây tự nhiên ở trong cái lóc đó nó lòi ra cái dây. Không, em nhìn cái bảng là em biết, em nhìn cái bảng rồi. Em có bị đỏ không? Em không nghe. Có cái này là dây, dây đỏ này có một bộ. Em nhìn cái bảng là em biết, cái bảng thì nó có cái nơ, còn dây thì nó có cái ren. Bộ dây đỏ có một bộ. Dây đỏ này 55-56kg mặt đường. Trắng đen ok cho ro Sang Nguyễn này 28.000. Trắng đen cho ro Sang Nguyễn. Ốc quay lộn kim sang chứ sorry. Kim sang nha. Còn cái này là dây đỏ. Chốt lên giúp Hoàng là dây đỏ này. Dây đỏ nó may theo kiểu mai bidon. Có một bộ dây đỏ duy nhất à. Rồi dây xanh. Tự nhiên có một ri vẫn lộ hai mẫu vô đây. Tào leo. Rồi cái này là dây xanh này. Chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng là dây xanh nha. Chị nào lấy comment giúp Hoàng là dây xanh. Dây đỏ và dây xanh ha. Cái mẫu này là mẫu dây Babydoll 28.000. Chốt đơn đi giúp Hoàng. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Rồi bây giờ like cái gì nữa mấy chị ơi. Like cái gì nữa mấy chị chấm bài lên đi. Mấy chị muốn like cái gì thì like cái đó. Chị nào muốn lựa thêm thì mai nhân viên nó dồn đơn cho dễ thì mấy chị báo em. Em like cho. Chị muốn like cái gì mấy chị nói nha. Rồi em like cho. Ui có dây đen luôn nè. Có dây đen luôn mới ghê chứ. Có cả dây đen luôn nha. Vậy là dây đỏ, dây đen, dây xanh luôn. Cái gì? Thun thái hả? Áo thun hả? Áo rồi ok. Cái đó 25.000 em. Rồi em bây giờ chị like thun thái. Đưa cho chị ri áo áo cúc nó đi dùng. Thờ thảo cho chị like. Rồi áo thun cúc bây giờ hàng xã mấy chị luôn. Áo thun cúc thái nha, hàng xã mấy chị 25.000 luôn. Hàng đó là nhập vô là 24.000 rồi xả luôn 25.000 tiền xe xong là hết luôn mà được ít này. Có 3 màu cúc nha, áo cúc nha mấy chị. Về mấy chị mặc với quần ngố chứ Hoàng đang mặc này siêu đẹp luôn. Mấy chị mua quần ngố đi xong mấy chị mua với cái mấy cái áo này nè, rồi thành coi là bộ ngố đó. Hoàng có thời gian phối vô thôi chứ phối vô là thành bộ ngố đó mấy chị nha. Mấy chị mua quần ngố đi xong mấy chị chốt mấy áo này, áo cúc này. Rồi cúc nha, cúc này về lại được 3 ri cuối cùng, 3 màu cúc đen, cúc vàng, cúc nâu. 25.000 một cái áo thun cúc nha. Hàng thun thái xịn nha. 29.000 một hàng sale luôn 25. Nó đang lại bán 29 á. Mới có lời ở hàng xã luôn mấy chị 25. Chốt phải là khỏi bàn đi, siêu đẹp luôn. Cái này mà mấy chị mặc với lại cái bộ, cái quần ngố chúng Hoàng đang bán là thành bộ ngố thôi. Thiệt, bộ ngố xinh luôn mấy chị nha. Mấy chị nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là mấy chị chốt với lại quần ngố là thành bộ hoa cúc này, bộ ngố hoa cúc á. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng nha, thun thái nha. Cái này là thun thái đó, vải xịn lắm. Cúc đen, cúc vàng, cúc nâu.
cúc vàng và đen, ok. Bình thông này, bình thông cho em số điện thoại địa chỉ. Rồi cái này là màu vàng, màu đen, màu nâu nha. Màu vàng, màu đen, màu nâu, đủ màu luôn. Này đẹp chưa, là thành một set ngố vậy thôi, thành một bộ ngố vậy thôi nè. Các chị mặc mua cái quần ngố nữa là phối vô là thành một set bộ ngố, set bộ ngố. Chứ không thì xưởng nó cũng phối như vậy nó bán thôi. Chị Bình á, của chị đúng hả? Trời đất ơi, em không biết ai luôn. Cái đó là của chị Bình đó em. Chị Bình thông là Facebook chị Bình á. Ok, cúc nâu cho Ngọc Huyền nè, 25.000 nha. Cúc nâu cho Ngọc Huyền, ok, 25.000. Cúc về được có 3 ri thôi. Về được có 3 ri, 3 nào. Cúc đó thì phô mặt thoải mái lắm á. Cúc nâu ok cho trang tay. 3 áo màu cúc ok em. Lấy điện thoại chồng xài có tay, làm em không biết ai hết. Ok, 3 áo cúc 3 màu ok cho ro xe nè. Màu nâu nè, màu đen nè, màu vàng nè. 25.000 nha, quá rẻ luôn. Thì xả hết luôn cho nó chị. Cuối năm đi gom hàng xe cũng đuối luôn. Về xả hết luôn. Mà cái đó mấy chị mua quần ngố đi. Quần ngố với Hoàng đang mặc này có 25.000. Cái quần mà cái quần dày lắm mà có túi luôn nè. Có dày mà có túi luôn. Trời ơi, cái chị mặc giáo cúc coi dễ thương lắm luôn. Thành bộ ngố vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ Hoàng like thì những cái mẫu áo lẻ lẻ nha. Áo cúc xong rồi giờ Hoàng qua áo khác nha. Bây giờ để Hoàng qua áo khác. Rồi cái này mấy chị lấy chốt Hoàng áo chuột cho Hoàng xã mấy chị 28.000. Chuột 28.000 nha, chị nào lấy chốt Hoàng là chuột trắng 28.000. Chuột trắng 28.000 chốt đơn đi với Hoàng mấy chị. Áo cúc là Hoàng kêu ông mấy chị. Rồi chuột trắng 28.000 chốt đơn. Cái này là trong đây là vừa phôm rộng rồi vừa phôm phôm vừa vừa nữa chứ không phải là phôm rộng không đâu. Em có áo không chị? Có em nha, có. Có. Cái này là phôm tùm lum trong đây. Đây nè mấy chị mua quần ngố thì chốt Hoàng quần ngố có 25.000 thôi, giống cái ngô quần Hoàng đang mặc luôn. Đây, mà có túi luôn, dày luôn, 65kg cũng vừa. Chuột trắng 28 ok cho chị Bình nè. Giờ em ra nha. Nó thun giờ nó về lộn xộn mẫu hết đó chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt em, thun ôm trong đây nữa 20.000 luôn. Ủa lộn, 28.000, lộn. 28.000 chị nào lấy chốt em là đỏ 28.000. Nhưng mà phôm ôm nha, chốt thun thái thì nó mềm mịn lắm. Rồi đỏ 28.000, 55-56kg trở lại mặc vừa. 4 quần ngố nữa nhé. Dạ rồi ok chị Phương Lan. Lan Phương. Rồi chị nào lấy đỏ chốt Hoàng đỏ. Vân Nguyễn quần ngố đen một cái. Quần ngố thì nó có màu đen không vậy chị? Rồi chị nào lấy đỏ chốt Hoàng đỏ nha. Chị nào lấy hồng chốt Hoàng hồng 28.000. Hồng này là 58, nói chung là dưới 60kg mặc vừa. Sọc hồng này dưới 60kg mặc vừa nha. Sọc hồng dưới 60kg mặc vừa. Chị nào lấy chốt Hoàng sọc hồng. Cái đỏ này là 25.000 luôn đi cũng được. Tại đỏ thấy nó trơn á. Mặc dù áo phun thái nhưng mà thấy nó đơn giản. Có hàng xả luôn cho mấy chị luôn. Với lại phôm này phôm ôm cho những chị nào 40kg đến dưới 55kg mặc vừa. 40kg đến dưới 55kg mặc vừa. Nó hàng xả luôn. Rồi tiếp tục nè mấy chị nè. Cái này là sọc xanh nha, 28.000. Phun thái không biết là 60kg mặc có vừa không, em không biết luôn. Nói chung là dưới 60kg mặc vừa mấy chị. Dưới 60kg nha, dưới 60kg mặc vừa. Cái phôm thun thái cuối năm rồi em ôm hết lô. Hết lô, có nhiều áo Hoàng ôm hết nhiều áo mấy chị. Sọc xanh nha, cỡ dưới 60kg mấy chị. Sọc xanh dưới 60kg chốt đơn đi với Hoàng. Sọc xanh nha. Vậy nào lấy sọc xanh 28.000 chốt Hoàng sọc xanh 28. Còn áo thun nó quăng qua đây cho chị đi em. Cả mấy chọc cả 100 cái, 200 cái gì mà. Quăng qua đây cho chị like cho khách lựa ít mẫu nữa. Thêm một quần ngố thôi giờ đồ ok chị Vân Nguyễn. Quần ngố em đang mặc rồi mấy chị này. Chị nào lấy quần ngố thì chốt quần ngố đi. Có 25.000 cái à. Quần ngố 25.000 nha mấy chị. Lấy với cái áo cúc nâu nữa mấy chị mặc vô nữa. Nó thành bộ ngố à. Thành bộ ngố mà đẹp lắm nha. Để em thay ra luôn cho mấy chị mặc coi cho thoải mái. Cúc màu nâu nè mấy chị nè. Mình mua cái áo cúc màu nâu á, mình mặc vô với cái quần gố là thành bộ gố mấy chị. Cái quần này bán 25.000, áo cúc nâu 25.000, thành ra một set bộ gố mà
nó rất là đẹp luôn, nó rất là đẹp luôn mấy chị. Có quần xốp caro không em? Dạ có chị, xốp caro có luôn. Hai quần ngố ok cho chị Phương Dung, quần ngố có túi mấy chị nha. Đó mấy chị này, quần ngố này em mặc sướng hơn. Cúc có mấy màu vậy? Chị có ba màu thôi, màu đen, màu vàng, màu nâu giống chị đang mặc. Trời ơi, cuối năm xưởng nó sale cho áo cúc thì nó siêu đẹp rồi, lấy đủ màu mặc thôi mà chị có ba màu à. Rồi bây giờ live tiếp nè, một ngố ok cho Linh Diệu nè. Cái quần ngố thì mấy chị mua để dành, tại vì một năm nó mới bán có một lần thôi, cái quần ngố thì nó không có hoài đâu, bao nhiêu đợt rồi giờ mới có. Cúc nhiêu bộ à? Chị bán lẻ em. Áo cúc thì 25 ngàn, quần ngố rồi 25 ngàn. Ai muốn mua nhiều mua, cúc nâu một cái ok chị Vân Nguyễn. Cúc này có cúc vàng, mấy chị mua về mấy chị phối thành bộ ngố dễ thương lắm. Áo kiểu xả hết rồi em. Cúc màu đen với cúc màu vàng nữa nha, hàng Zara không mà, cúc đen với cúc vàng. Bộ khóa kéo còn em. Quần ngố chị Chi Nguyễn lấy nhiêu chị ơi? Một cái hay hai cái chị? 25 ngàn một cái. Hai cái 45 ngàn em xả luôn. Em bị ác xì quá. Bộ cúc nâu hả? Đồ lẻ em. Cái đó là đồ lẻ em, nhiêu ký cũng mặc. Em bị ác xì. Đá cụi bộ cúc nâu. Cúc nâu ok, viên đá một cúc nâu một quần ngố. Là thành ra một set này là 50 ngàn á mấy chị. Một set này 50 ngàn free size, tại vì em là 69kg lận mấy chị. Còn mấy chị ốm hơn em thì nó sẽ đẹp hơn em nha. Em là 69kg lận, chị nào gầy hơn em thì nó sẽ đẹp hơn em rất rất là nhiều. Tại vì đồ ngố là càng ốm càng đẹp ha. Em là 69kg á mấy chị. Nhưng chất ngố rất đã luôn. Một năm nó có một lần thôi chất ngố này. Chất ngố này một năm mới có một lần thôi. Quần ngố không có hoài mấy chị mua đâu. Cái này là đồ lẻ nha, em tự phối cho em mặc luôn. Quần ngố có cái thôi. Đúng rồi, có màu thôi, ngố có màu đen thôi. Rồi, mấy chị thích thì mấy chị lấy ba cái quần ngố. Một cái quần ngố nữa ok cho chị Vân Nguyễn. Quần ngố hai cái ok cho chị Bình. Khóa kéo chị like rồi em, đợi chị xíu chị like lại. Quần ngố là siêu rẻ. Còn mấy chị này, nè. Rồi 25 ngàn mấy chị nhận cái áo mấy chị xỉu luôn. Nè, mấy chị chốt hoàng là cúc vàng 25 luôn. Rồi cúc đỏ, có cúc đen có 25. Nghĩ sao cúc có 25 ngàn trời. Mà lựa từng màu nó sướng trời. Chị nào lấy chốt hoàng là cúc đen 25 ngàn. Cúc vàng 25 ngàn, cúc nâu 25 ngàn. Xả luôn mà lựa từng màu nó sướng không. Cuối năm xưởng nó sale mấy chị rồi, hoàng siêu ơn mấy chị luôn. Không có đâu. Chị nào lấy chốt cho hoàng nha. Vàng đỏ là sao em? Thêm một bộ cúc vàng nha, ok đá cụi. Cúc rồi có màu đen, có màu vàng, có màu nâu thôi cha ơi, màu đỏ đâu ra. Màu đỏ gì đâu có. Màu đỏ mua. Màu đỏ có mua. Tính ra một set bộ có 50 ngàn cũng rẻ ờ. Thì sướng quá, thì quá rẻ đó. Nè cái quần nè, ai muốn mua quần rẻ thì mua. Về mình có thể phối bộ giống vậy. Mà chị nào ốm thì mình mặc quần này, mình phối với cái áo kiểu khác. Tại vì nhiều áo thun lắm. Cúc vàng với cúc nâu ok Linh Diệu nè. Cúc vàng với cúc nâu ok nè. Mấy chị có cái quần đó mà chị nào ốm hơn hoàng thì mấy chị có thể phối với những cái áo khác, chứ không nhất thiết là phải phối với đó. Chảo Hàn Quốc kinh ngưỡng nhiêu chị? Chảo Hàn Quốc chị sale 149 á. Ok đợi chị xíu em, để đợi mấy đứa nhân viên nó rảnh nó mới đi lấy được em. 28 ngàn chị nào lấy chốt hoàng là vàng chữ 28 nha. Trắng chữ 28 đi, đẹp lắm, áo thun thái, phông rộng tay lỡ nha. Trắng chữ 28 ngàn, đó phối lại thành một set ngố thôi. Thay vì mình đi mua set ngố vậy mấy trăm ngàn, 180 ngàn, 150, 130 tầm lum hết. Rồi chị nào lấy chốt cho giúp hoàng nha. Chữ trắng 28 ngàn. Chữ trắng 28 ngàn chốt đơn mấy chị ơi. Chữ trắng 28 ngàn chốt đơn Linh Diệu nè. Linh Diệu là chị tranh thủ chị chốt đơn em nha. Chứ giữ đơn lâu là khách vô mua lấy hết á. Tại giờ hàng đang hiếm không có hàng bán luôn. Rồi chị nào lấy cam kiểu này. Cam kiểu nha, nó hơi bụi chỗ này xíu, xem mấy chị 25. Rồi cam kiểu này là cỡ tầm là dưới 54kg mặt vừa, cam đá luôn nè. Rồi chị nào lấy chốt hoàng, chị nào nhỏ con mình hốt cái này nha, dễ thương lắm. Cam kiểu 25 ngàn. Cam cổ tim như vậy nè, cưng ha. Mặt là nếu như mình đem nữ trang là nó sang lắm. Nhưng mà dưới 54kg mặt vừa thôi. Áo này hoàng ôm hết cái lô áo nữa, tầm lum mỡ hết đó mấy chị. Rồi cái này là sọc đỏ nè, chị nào thích lấy sọc đỏ chốt hoàng. Sọc đỏ dưới 64kg, 62kg gì mặt vừa.
Chị đòi lấy sọc đỏ chốt hoài, sọc đỏ này mình đi với quần ngố cũng được luôn nha. Nên nó cũng thành bộ luôn. Chị đòi lấy áo sọc đỏ chốt hoài, áo sọc đỏ 28.000 chốt đơn với chị, áo sọc đỏ 28.000 áo thun tái nha, dễ thương lắm. Rồi chị nào lấy sọc đỏ chốt em, sọc đỏ mấy chị. Hôm này cửa dưới 65kg mặc vừa cho em nha, sọc đỏ. Sọc đỏ chị nào lấy chốt hoàng là sọc đỏ nha. Áo thun thái này mấy chị nè. Chị nào lấy chốt hoàng là sọc đỏ nha. Nè hàng mới về không á mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là tím chữ nha, 28.000. Chữ tím 28.000 nè mấy chị nè, phun rộng tay lỡ không quá sướng lắm. Cái này 65kg cũng mặc vừa. Em tháo hết ri thôi nha. Mấy chị lựa được cái gì lựa, cho em tháo nhiều quá là xếp lại nó bụi hết đồ. Khi vô đông người rồi em like. Chị nào lấy đen nam chốt em đen nam. Màu tím ok, 28.000 cho Linh Diệu. Đen nam nè, chị nào lấy đen nam chốt hoàng đen nam. 65kg trở lại mặc vừa nha, không nam á. Con trai đấy, con trai. Chị nào lấy nam chốt hoàng mã nam. Nè hàng này vừa mới về không ấy mấy chị. Rồi chị nào lấy xám chốt hoàng xám. Xám này thằng sale mấy chị 25, tại xám này nó trơn á. Thằng sale 25.000 nha. Form này là đen nam ok cho Nguyễn Tuân. Cái xám này thằng sale mấy chị 25.000. Form này là cỡ tầm là nhiêu ký ta, 60-62kg mặt vừa. Chuột trắng 28.000. Chuột trắng 28.000 nha. Chị nào lấy chuột trắng chốt chuột trắng 28.000. Chục trắng 28.000 mấy chị nè. Mặc với đồ gố là dễ thương luôn á. Rồi thôi nha. Mấy trăm áo lợn khui ra bán rồi, có mấy áo ít khách á. Rồi bây giờ chị nào có xem gì nữa hoàng cho xem xong hoàng xuống live stream nha. Đừng có bung bảo áo ra nữa, bung ra nhiều chốt không được nhiều á. Nó ấy hết áo. Nó xếp lại nó bụi hết áo. Chục trắng ok cho Lê Kim Ngọc. Cái này phôn rộng tay lỡ em. 4 mấy ký rồi mặc rồi nói rộng nữa. Cái này là phôn rộng tay lỡ. Ai béo thì lấy. Cái không là lấy thì nói là nứ nữa, nói rộng nữa. Phôm rộng là nó phải rộng. Mấy chị phôm rộng là nó phải rộng chứ sao nó nứ được. Chị không có chốt cho em nha, mất công. Về nhận hàng đó chị ơi, em 48kg em mặc rộng quá. Đúng rồi, nó là phôm rộng mà. Chị một cúc đen thôi nha, ok chị Vân Nguyễn. Có 25.000 à, áo cúc là áo phương thái. Bộ pyjama có like lụa hàng đi chị. Ủa chị like nãy giờ rồi. Mai mấy giờ chị chốt đơn, không biết em nhân viên chị nó chốt khi nào nó chốt chứ chị đâu có biết đâu. Chứ em canh điện thoại của chị mà đến khi bưu tá nó gọi em không canh là cũng như không. Xem khóa kéo còn mấy bộ đem ra chị sale đi em. Khóa kéo like đầu like chứ người còn mấy bộ chị sale. Khóa kéo nha, xả 59.000, bộ khóa kéo đẹp ha. Sale 59.000, còn có một đó hả? 59 hả chị? 59. Chứ nhiêu? Đúng rồi. 59.000. Bộ khóa kéo 59.000. Trời ơi, một cái áo không là nó đã giá trị rồi. Chị nào lấy chốt hoàng là xanh đậm nha. Nè hàng này mấy chị nè, hàng Zara xịn luôn. Sale cho mấy chị 59.000 luôn. Chị nào lấy chốt này giúp hoàng nha. Bộ này xanh đậm nha. Chị nào lấy xanh đậm chốt hoàng xanh đậm. Form này là cỡ tầm là 55, 56, 57kg trở lại mặc vừa, xanh đậm. Xanh đậm này 57kg trở lại mặc vừa. Đồ chị đi rồi, cho em đi rồi chị. Chị nói đi là em đi luôn, có túi quần luôn. Chị nào lấy chốt này giúp em là xanh đậm nha. 57, 58kg trở lại mặc vừa, 59.000 thôi. Một cái áo khoác thôi mấy chị là đã hết tiền rồi nha. Đừng có nói là một bộ khóa kéo là không bao giờ có, vải rất xịn luôn. Chị nào lấy xanh đậm, chốt xanh đậm lúc nãy khách em mua hết rồi đó. Còn thoát lại mớ đây thôi. Mớ là bị trùng á. Rồi chị nào lấy xanh đậu chốt xanh đậu nha mấy chị nha. Chị nào lấy xanh đậu chốt em xanh đậu đây mấy chị. Xanh đậm chứ lộn, xanh đậm nha. Rồi chị nào lấy xám chốt hoàng mã xám mấy chị ơi. 59.000 một bộ nha, khóa kéo nè. Rồi chị nào lấy xám chốt xám giúp hoàng. Xám này thì 60-62kg mặc vừa này. Tại vì cái chất cái giãn mạnh thì mình mặc vừa. Rồi chị nào lấy xám này chốt hoàng là xám nha. 60-62kg mặt vừa. Bộ khóa kéo như vậy mà 59.000. Trời ơi, tìm đâu ra mấy chị. Rồi chị nào lấy xám chốt xám nha. Chị nào lấy xám chốt hoàng xám. Đây, cái bộ này giống bộ này. Cái này mấy chị chốt hoàng là xanh nhạt nè. Chị nào lấy xanh nhạt chốt hoàng xanh nhạt nha. LV rồi LV gì. Bộ này có 59.000, quá rẻ luôn.
Cái bộ này 57-58kg trở lại mặc vừa, xanh nhạt á, 57-58kg mặc vừa. Quần là ba ống như vậy luôn nè. Nói chung là 40kg mặc vừa cho đến cỡ tầm 50 á, 50 mấy ký mặc vừa và rẻ lắm mấy chị ơi. Cái bộ này em nó thật đẹp lắm mấy chị. Chị nào mà cỡ tầm này mấy chị mua thử 1-2 bộ về mà mặc, cái chất vải xịn ghê lắm. Mấy chị mua cái áo khoác không là đã đủ tiền rồi, đừng có nói là mua nguyên một bộ khóa kéo mà ba ống ba tay luôn. Đẹp lắm á mấy chị ơi, em nói thật luôn á. Vải rất là dày và đẹp luôn, không bao giờ có hàng nữa mấy chị. Giờ chỉ còn cỡ tầm mấy bộ này nữa thôi. Em like thêm một cái live stream nữa là đứt lứa, không bao giờ về nữa đâu. Ủa làm chỉ có hàng về. Ồ lô, thiệt. Nè xanh nhạt còn nè, chị nào muốn lấy xanh nhạt thì chốt xanh nhạt nha. Này đẹp lắm. Mấy chị mua mà mặc tiếc lắm luôn. Cái này là em chỉ có, cái này là em mới like có like thôi, còn có tầm mấy bộ chứ nhiêu. Lay lại một phát nữa là em thật là em mặc cho mannequin là hết luôn á. Là mấy chị hết luôn á. Khóa kéo đẹp lắm mình mới lấy và dạ. Em còn có mấy bộ nữa là hết luôn, xanh nhạt. Cái này là bò xanh nhạt luôn. Vải đẹp ha. Vải mềm mịn luôn. Cái này là xanh đậm. Cái này là màu, cái hồi nãy là xanh nhũ. Cái mẫu đầu tiên là xanh nhũ chứ sorry mấy chị, xanh đậm nhưng mà xanh nhũ nha. Xanh nhạt em có rồi á, ro xe. Cái này xanh đậm nhưng mà xanh nhũ nha. Chất nè, đã chưa. Rồi, còn cái này mới là xanh đậm nè. Cái này là xanh, xanh đậm nha. Chị nào lấy xanh đậm chốt hoài xanh đậm. Xanh đậm này cỡ tầm 40kg đến cỡ 55-56kg mặc vừa thôi. Xanh đậm nha. Rồi cái này là xanh rêu nè. Màu này xanh rêu rêu. Cái này xanh rêu rêu. Rồi xanh rêu rêu để coi thử nhiêu ký mặc vừa. Xám ok cho chị Tâm Võ nè. Mấy chị mua về mấy chị nhận hàng về mấy chị mới biết đẹp như thế nào. Rồi màu rêu này để hàng coi độ thử nhiêu ký mặc vừa mấy chị nha. Màu rêu này là cỡ tầm 57-58kg trở lại mặc vừa luôn. Quần có túi hết đó mấy chị. Màu rêu nha. Chị nào lấy rêu chốt em rêu. Chị nào lấy bộ rêu chốt hoàn bộ rêu. Rồi tiếp tục. Cái bộ này là mấy chị chốt hoàn là mã số 1 đi. Không biết màu gì, không biết đường keo, chốt hoàn mã số 1 nha. Chị nào lấy mã 1 chốt mã 1 rồi hết. Mã 1 để em coi quần nhiêu ký mặc vừa. Mã 1 quần nhiêu ký mặc vừa. Mã 1 này quần này cỡ dưới 60kg mặc vừa. Dưới 60kg mặc vừa đẹp ha. Nguyên một bộ đồ mấy chị 59.000 không bao giờ ra đâu mấy chị ơi. Rồi bộ này người ta bán trăm mấy không á. Là hết đó mấy chị. Đó có còn nhiêu đó đó. Chị nào muốn lấy thì lấy. Là hết luôn á nha. Đồ Tết là hết rồi đó. Xưởng mới nghỉ hết rồi. Vải đẹp quá chứ ha. Hết luôn á mấy chị. Rồi mấy chị muốn xem cái gì nữa không? Không em xuống livestream nha. Cho mấy đứa nghỉ hết giờ rồi em đi về. Quá lột hết giờ rồi. Quay cứ nói đi về hoài. Về đâu ha. Màu xám hết rồi chị ơi. Hồng Ngọc Nguyễn Thị hết. Cái này là lụa hàng. Cái đó bà Thảo bà lấy luôn hả? Nhỏ nhân viên nhà em nó lấy luôn mấy chị ơi. Có cái bộ này bộ lửng em ơi. Bộ lửng lụa hàng nè. Ôi trời. Đẹp ha. Đẹp ha. Like thêm lụa hàng đi Hoàng hả? Lụa hàng cánh dơi à chị à. Có lụa hàng cánh dơi hồi nãy à. Lụa hàng cánh dơi hồi nãy tay dài chị, còn cái này lụa hàng mà lụa hàng đùi. Form 56-57 cái trở lại mặt vừa em sale 35.000 nè. Chị nào lấy chốt em nha, bộ lụa hàng này nè. Mã số 1 là mua rồi, mã số 1 là cho Nguyễn Hiếu mua rồi, mã số 1 là mã. Rồi ok, mã số 1 cho Nguyễn Hiếu 59.000 ok. Chị nào lấy chốt hàng lụa hàng này sale 35.000 luôn nha. Cái đây là bộ này 35.000, rất là đẹp luôn. Chất vải lụa hàng nha, 35.000 chốt hoàng màu rêu. Màu rêu 35, rất đẹp luôn mấy chị. Đây là lụa hàng nha, mà lửng nha, 35.000 màu rêu. Chị nào lấy chốt hoàng là rêu 35. Bộ 35 ok cho cô Loan này. Còn bộ nữa mấy chị nào lấy rêu chốt hoàng rêu 35 đi, còn bộ nữa nè. Mã rêu nha, form 57-58kg thôi chị Lan Phương. Em sợ chị Lan Phương mặc không vừa. Rồi khách ghé lấy đồ ở Dung rồi. Rồi cái mã này em có màu vàng nữa nè. Rồi chị nào lấy vàng chốt em vàng nè mấy chị. Rồi chị nào lấy vàng chốt đi giúp Hoàng là vàng nha. Lụa hàng đây nè chị nè, chị Ngọc Nguyễn nè, cái này là lụa hàng nha. À chị lấy cho em chị hả? Dạ rồi ok chị. Ok màu rêu cho chị Lan Phương nè. Rồi cái này em có màu vàng. Nói chung là cỡ tầm 56-57kg trở lại thôi mấy chị à. Chị nào lấy vàng chốt Hoàng vàng 35 luôn nha. Vàng 35. Cái này hoàn có xanh đậu 35. Xanh đậu, xanh vỏ đậu á. Rồi tiếp tục là màu cam đất 35. Màu đỏ 35.
có ri mấy chị màu đỏ 35, màu hồng nhạt 35, màu xanh dạ quang 35. Trời, màu xanh dạ quang mặt không dám ra đường luôn, nó chói dữ vậy ha. Đưa lên sau tự nhiên cái mặt mình nó chói, không thấy đường gì luôn, thiệt luôn á. Tự nhiên em đưa lên cái mắt em nhíu, em muốn ngủ luôn, ghê trời, thiệt luôn, em lại luôn. Rồi, chị nào lấy chốt em là lụa hàng nha. Chị Ngọc Nguyễn là bây giờ chị muốn lựa cái lụa hàng mà 55.000 á hả, tay dài thôi. Bây giờ em chỉ còn một cái mẫu đó thôi, một bộ xanh đậu cam đỏ hồng nhé. Dạ ok chị, một bộ xanh đậu nè, bộ cam đất nè, bộ đỏ, bộ vàng, bộ hồng chứ, bộ hồng. À ok chị Lan Phương, chị đủ màu. Bây giờ chị Ngọc mua, Ngọc Nguyễn còn ở đó không chị? Chị muốn em like mẫu này, em like luôn cho lựa là hết đó. Đồ mới là em lên hết rồi đó mấy chị nha. Tay ngắn không Hoàng hả? Dạ không chị, cái tay đó là tay lỡ thôi chứ nó không có tay ngắn chị. Cuối năm xưởng nó nghỉ hết rồi, xưởng nó nghỉ hết trơn rồi. Cái mẫu ngoài kia là mẫu chi á Dung Rờm, quăng qua cho chị mới coi. Không không, đây nè, cái chồng ở đợi, đúng rồi, phía dưới không phải cái chồng đó chị biết rồi. Mấy cái chồng dưới đó là cái gì, quăng qua đây cho chị. Cái chồng kia dây tầng không chị, còn ấy. Dây tầng là 35.000 bộ, dây tầng là 35.000 bộ nha. Cái này là bộ gì đây, lụa hàng luôn, bộ đùi, lụa hàng mà bộ đùi, lụa hàng mà bộ đùi mấy chị ơi, lụa hàng mà bộ đùi, lụa hàng bộ đùi cũng phơm bộ. Nói chung là ai ốm thì mặc được á, những cái bộ này là người ốm á chứ không có dành cho người béo. Xưởng nó may ra vậy chứ em mà may ra là em may cỡ to như em luôn á. Bộ dây kéo reo cho chị xem Hoàng, và hết rồi chị, màu reo hết. Lúc nãy có một chị chốt màu reo mà hết, cho xem lụa hàng tay dài đi chị. Nó không phải tay dài, em tay lỡ không à, reo hả, đồ đẹp quá hả? Dạ đồ đẹp nhưng mà nó lại phôm, nó không có to á chị. Phôm cái hàng này may mặt sẵn á, cho nên là hàng sale của xưởng nó may ra em gom về em bán á, nên nó không có to thôi. Hai nhỏ con mà từ 40kg đến cỡ dưới 60kg là mặc cái nào cũng vừa và đẹp. Đừng có béo là mặc được đẹp hết á, mà béo là thua, béo là thua. Em bán quá trời đồ chứ lâu lâu em mới lựa được mấy cái áo phôm rộng, mấy cái quần ngố em mặc vậy thôi à, mấy quần đùi vậy thôi à. Chứ em đâu có mặc được phong phú như người ta đâu, mà mấy những nhỏ nhân viên em mà đứa nào nó cũng mặc đồ đẹp suốt ngày. Tại nó nhỏ con thì nó lựa được nhiều mẫu mấy chị. Em béo là em không có mặc được đâu. Rồi bây giờ cái đó em không có chị, cái đó em không có tay dài không à, không có tay ngắn, nó chỉ có là tay lỡ cho em, nó lộn tay lỡ, có hai túi thôi, lụa hàng chỉ có đúng một mẫu đó thôi chị, tay ngắn là lô này nó không có về luôn. Rồi mấy chị xem gì nữa không, cái bộ khóa kéo mình còn hai bộ đó là hết rồi hả Dung, hai bộ kia kìa đúng không, là hết đó hả. Rồi em xuống live stream luôn mấy chị nha, em xuống live stream cho mấy đứa về. Dây tầng bao nhiêu ký mặt vừa, cỡ tầm 55-56 ký mặt vừa đây. Dây tầng thì 55-56 ký. Còn không em mua cái bộ màu tím hoa đó, 100.000 ba bộ. Thì nó lại nó dễ mặc lắm á, phôm nào cũng vừa hết luôn. Đến 65 ký cũng vừa luôn mà. Cái bộ tầng màu tím đó, 35.000 bộ. Nhưng mà không phải chốt cái màu đó nha, chốt là bộ lẫn tầng, bộ lẫn thôi. Đây nè. Cái này là form này là cỡ tầm 56-57 ký trở lại mặt vừa. 40 ký 56-57 ký mặt vừa mà chất vải là KT Thái loại 1, 35.000 bộ. 35.000 bộ, 3 bộ trăm thì mình đừng có lựa mẫu, mình lấy 3 bộ là 3 màu thôi. Nè, nó như dưa tím là tùm lum tà la hết, đủ mẫu hết á. Nói chung là y chang như trong hình vậy thôi. Rồi chị nào lấy chốt thì giúp Hoài nha, cái này là bộ tầng nè. Nhiều phần thì nhiều mẫu lắm, tùm lum. Giờ lấy ba chị. Cái này là dưa màu tím nè. Rồi nói chung là hình con thú đủ thứ rất nhiều lắm. Cái này Hoàng về, nói chung là xưởng còn nhiều, Hoàng ôm hết nhiều mà. Rồi dưa màu hồng nè. Rồi mấy cái hình con thú nè. Mấy cái hình con gấu nè. Rồi cái nói chung là màu đỏ đô, màu xanh, màu dưa xanh nè. Nói chung là nhiều mẫu lắm. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. 3 bộ là 100 là mình lấy ngẫu nhiên nha. Hoàng bóc 3 bộ là 3 màu thôi.
Hàng bốc là 3 bộ, 3 màu là 100. Còn mình lựa một bộ là 35 ngàn. Một bộ là 35 ngàn. Đẹp lắm. Cái này lứa trước Hoàng bán không đủ, Hoàng mới về thêm. Mới về thêm á. Rồi, chị nào coi gì nữa không? Không, Hoàng xuống live stream nha. Cho mấy đứa nhân viên nó về trễ rồi mấy chị nha. Muốn bốt rồi, cũng bị kéo cửa về vô. Ra soạn đồ vô đi em. Rồi bye bye mấy chị nha.